Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp, ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch. Tập 333 Siêu Bai Xin Ba Trầm, Khô Lâu Ô Kim. Khô Lâu Ô Kim khả năng là ở lâu phủ, cũng có thể là bị lô vương mang theo người. Nếu mấy vị tìm được Thận Lâu Giác, nếu muốn bán, không ngại suy tính một chút đến hoàng tộc, chắc chắn sẽ khiến Tần Chân Nhân hài lòng. Thiếu sư tha thiết nói, thực lực hắn tuy mạnh, lại là ngoại tộc, không có tư cách tiến vào thánh địa của dị nhân tộc, bảo vật này với hắn cũng vô dụng. Thận Lâu Giác của Ti U tộc nhất định phải do hậu duệ Ti U tộc chấp trưởng, mà trong tộc người duy nhất kết giao với hắn là Tư Lục. Trừ phi hắn muốn vứt bỏ đồ vật vô dụng, nếu không Tư Lục tất nhiên không bỏ ra nổi thủ lao cao hơn so với hoàng tộc. Yển Sơn Tư gia vốn đã có một viên Thận Lâu Giác, mà dưới trướng Tư Lục cũng không có cao thủ đỉnh tiêm, vậy là đủ rồi. Hơn nữa Thận Lâu Giác đối với bọn họ ý nghĩa không lớn, cơ duyên trong thánh địa vô số, nhưng đồng thời cũng là nơi tôi luyện tu sĩ dị nhân tộc, sàng lọc cường giả. Bên trong nguy cơ tứ phía, có một số nguy hiểm không phải muốn tránh là tránh được, không có đủ thực lực, nhiều người chưa chắc đã là chuyện tốt, thánh địa cũng có thể biến thành tử địa. Hắn không ý kiến với chuyện này, thiếu sư bất đắc dĩ, vẫn phải nề mặt nhau, cũng không thể ép buộc hắn giao Thận Lâu Giác ra. Trong khi nói chuyện, thế cục trên chiến trường đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bên ngoài lô phủ thất thủ, nội phủ sụp đổ theo, lá cờ bị xé rách thành từng mảnh, theo gió tiêu tán, đại trận bảo hộ phủ bị phá. Đại quân phía trước không còn trở ngại, trận chiến này, Tư Lục hoàn toàn giành thắng lợi, từ nay về sau, Hàn Giang Lô Gia không còn tồn tại. Lúc này, thiếu sư hợp thời xuất hiện, trước mặt mọi người tuyên bố chiếu lệnh của Ti Hoàng, sắc phong Tư Lục làm tân Yển Vương, không chỉ đại diện cho Hoàng gia tán thành y là Yển Vương chính thống, cũng ngầm cho phép kết quả Lô Gia bị diệt. Nhìn thấy thái độ của Hoàng gia, các thế lực khác đều thu hồi tâm tư, danh tiếng Yển Sơn Tư Gia và Yển Vương lần nữa được người Ti U tộc biết đến, Tư Lục báo được đại thù, nhưng muốn khôi phục Yển Sơn Tư gia, không phải một sớm một chiều. Những việc vặt phía sau, hắn không quan tâm, không lâu sau thì trở về Phong Bạo giới, Tổ Nữ và Chu Tước ở lại một thời gian, hiệp trợ Tư Lục, Thanh Dương Quan. Hắn đi một chuyến, cũng không tốn quá nhiều thời gian, trở lại động phủ, đánh thức Dân Trác, giải khai một phần phong ấn trên người lão. Dân Trác chậm rãi mở hai mắt, phát hiện bản thân vẫn bị giam cầm. Toàn thân không thể động đậy, bất quá thương thế bên trong cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Khoảng thời gian này, hắn cho lão ăn các loại thánh dược chữa thương, cũng không tiếc hao phí chân nguyên, tự mình chữa thương cho lão. Nhưng Dân Trác không cho rằng hắn làm, vậy là xuất phát từ thiện ý, không biết hắn đang có âm mưu gì. Tần Chân Nhân rốt cuộc muốn xử trí lão phù thế nào? Chi bằng cho thống khoái, Dân Trác lạnh lùng nói, lão vốn dĩ còn ôm một tia hy vọng đầu nhập vào hắn. Nhưng nhìn thái độ của hắn trong khoảng thời gian này, căn bản không có ý đó. Lão dần dần ý thức được, hắn e là sẽ không để lão sống sót rời khỏi. Đồng thời bởi vì cử chỉ kỳ quái của hắn, đáy lòng lão dâng lên hàn ý khó hiểu. Hắn lấy ra hai bồ đoàn, bản thân ngồi xếp bằng trên một cái, khẽ đưa tay, Dần Trác không có chút năng lực phản kháng, ngay ngắn rơi xuống đối diện hắn. Người muốn làm gì? Dần Trác cảm nhận được nguy hiểm, nghiêm nghị quát hỏi. Lời còn chưa dứt, thiên quân dưới lấy sáng, bắn ra một đạo quang mang ô kim, rõ ràng là một cái đầu lâu, xương đầu tỏa ra quang hoa ôn nhuận, hiển hiện quang mang ô kim, hốc mắt trống rỗng, lại phảng phất có tia sáng quỷ dị ẩn hiện. Cái Khô Lâu Ô Kim này, là chiến lợi phẩm sau khi hắn chém giết Minh Cốt Lão Tổ, chính là nhục thân biến thành sau khi Minh Cốt Lão Tổ chết đi. Vật này vốn dĩ đầy vết nứt, hắn cũng không biết nó có uy năng gì, tạm thời cất đi. Sau này, lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra lĩnh hội, phát hiện ra nó có thể tự mình khôi phục như cũ, may mà không phải Minh Cốt Lão Tổ sống lại. Hắn kết hợp với lý giải của bản thân về luyện khí đạo, xem nó như một kiện pháp bảo. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, hiểu rõ về Khô Lâu Ô Kim càng ngày càng sâu. Sau đó, hắn tự mình tế luyện nó, nảy ra một ý nghĩ, chuẩn bị thử trên người Dân Trác. Khô Lâu Ô Kim lơ lửng giữa hai người, đối diện với Dân Trác, bị đôi hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm. Dân Trác cảm thấy đáy lòng dâng lên một luồng lạnh lẽo, cảm giác bất an. Hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, quang mang ô kim lưu chuyển bất định, bề ngoài Khô Lâu Ô Kim tựa như bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, hư ảo. Lửa ô kim không hề nóng, ngược lại khiến Khô Lâu Ô Kim càng thêm quỷ dị, mạo phạm. Hắn thản nhiên nói,
Tâm niệm vừa động, Khô Lâu Ô Kim bay về phía Dần Trác. Đây là cái gì? Dần Trác kinh hãi, há miệng định hỏi, chợt thấy cơn đau kịch liệt ập đến, chỉ thấy Khô Lâu Ô Kim trực tiếp gắn lên đỉnh đầu lão, phần dưới dính chặt lấy ra đầu. Dần Trác như mọc thêm một cái đầu, chỗ kết nối bỗng nhiên bắn ra hư hỏa ô kim. À, Dần Trác phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Tu vi của lão bị phong ấn, nhưng thần trí vẫn còn, lại không thể chịu đựng nổi loại thống khổ này. Xuyên qua lửa ô kim, có thể nhìn thấy quang mang như lưỡi dao sắc bén đang rạch ra thịt lão. Khô Lâu Ô Kim đã khảm vào da đầu, hơn nữa còn tiếp tục chui vào trong, ý đồ tiến vào cơ thể lão. Dần Trác thống khổ vô cùng, nhưng bởi vì toàn thân bị giam cầm, không thể dãy giụa, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Khô Lâu Ô Kim, không có vết thương như bình thường, bởi vậy cũng không có máu tươi, chỉ có vô số mầm thịt nhúc nhích, không biết là của Dần Trác hay Khô Lâu Ô Kim, hoặc là cộng sinh trên thân cả hai, vô cùng quỷ dị. Khô Lâu Ô Kim càng lúc càng tiến sâu, Dần Trác phát ra tiếng kêu khàn khàn thê lương, khí tức dần dần suy yếu. Thi khí đang xâm nhập vào cơ thể lão, kinh khủng hơn chính là Dần Trác cảm giác ý thức của mình bắt đầu mờ mịt, tiến triển thuận lợi hơn dự đoán. Hắn âm thầm gật đầu, trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Khô Lâu Ô Kim gần như đã chui vào một nửa thân thể Dần Trác, bỗng nhiên kịch liệt rung động, quang mang ô kim chớp động, trong cơ thể Dần Trác xuất hiện một cỗ lực lượng điền cuồng chống cự. Hắn nhướng mày, lập tức xuất thủ, ý đồ ổn định Khô Lâu Ô Kim. Không ngờ cỗ lực lượng bài xích kia lại cực kỳ cường đại, không thể làm gì được. Ba nhiên, một tiếng vang thật lớn, quang mang đột nhiên biến mất, Khô Lâu Ô Kim bị bắn ra khỏi cơ thể Dần Trác. Nhục thân Dần Trác hoàn hảo, không nhìn ra chút vết thương nào, nhưng cơn đau vẫn còn đó, khí tức yếu ớt, dường như Khô Lâu Ô Kim đã tạo thành tổn thương cực lớn cho lão, hồi lâu sau mới khôi phục được một tia nguyên khí. Ma đầu, ngươi ổng xưng là chân nhân đạo môn, Dần Trác gào thét, ánh mắt tràn ngập hận ý. Hắn làm như không nghe thấy, cầm Khô Lâu Ô Kim trong tay, nhớ lại quá trình vừa rồi, yên lặng suy tư. Tu vi Dần Trác bị hắn phong ấn hoàn toàn, theo lý thuyết không có khả năng phản kháng, nhưng cỗ lực lượng kháng cự kia lại tồn tại chân thật. Cẩn thận phỏng đoán, hắn đại khái đoán ra nguồn gốc cỗ lực lượng bài xích kia, xuất phát từ bản năng sinh tồn và ý chí của Dần Trác, đồng thời cũng từ chính Khô Lâu Ô Kim, hai bên vốn không hợp nhau, cưỡng ép kết hợp nhất định sẽ thất bại. Lại nói, bản thân hắn có kinh nghiệm trước đây, muốn thông qua Khô Lâu Ô Kim thao túng một bộ hỏa thì tu sĩ luyện hư có thọ nguyên vô tận, ý chí kiên định, cực kỳ khó tiêu diệt, gần như không có khả năng biến bọn họ thành luyện thi khi còn sống, ít nhất với tu vi hiện tại của hắn là không thể. Hơn nữa hắn cũng từ bỏ thi đạo từ lâu rồi. Chương 3322, tiến về núi Tử Vân. Ngẫm nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tang không thử nghiệm vô ích nữa, ngẩng mắt nhìn Dần Trác, nói: "Mượn nhục thân của đạo hữu dùng một lát, ngươi." Hai mắt Dần Trác đờ đẫn, thần thái nhanh chóng tan biến, một đời tộc trưởng Trường Hữu tộc cứ thế vẫn lạc. Tần Tang lại một lần nữa điều khiển Khô Lâu Ô Kim rơi xuống đỉnh đầu Dần Trác, lần này không còn gặp phải lực cản như trước, nhưng khi chui vào được một nửa, tốc độ Khô Lâu Ô Kim bỗng chậm lại. Trong quá trình này, Tần Tang cũng lĩnh hội được đủ loại biến hóa, đồng thời làm ra những thay đổi tương ứng, một số chỗ trước đó chưa hoàn toàn hiểu rõ, lúc này được kiểm chứng trong thực tế, rất nhanh nắm bắt được mạch lạc trong đó. Dưới sự thao túng của Tần Tang, Khô Lâu Ô Kim càng chui càng sâu, cho đến khi hoàn toàn chui vào trong cơ thể Dần Trác. Vù, Dần Trác đột ngột đứng thẳng dậy, hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan dung mạo giống hệt như trước, nhìn từ bên ngoài không hề phát hiện ra bên trong đầu đã bị một bộ Khô Lâu Ô Kim xâm nhập thay thế, có thể nói là ký sinh, cũng có thể nói là dung hợp. Thông qua Khô Lâu Ô Kim, Tần Tang dễ dàng có được một bộ luyện thi. Đương nhiên, chỉ là bây giờ nhìn thì dễ dàng, quá trình lĩnh hội và tôi luyện Khô Lâu Ô Kim trước đó cũng không hề đơn giản. Tâm niệm Tần Tang vừa động, Dần Trác cất bước đi ra khỏi động phủ, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Tần Tang. Khác với hoạt thi, Khô Lâu Ô Kim và nhục thân đều là tử vật, không có ý chí của bản thân, trừ phi sau này sinh ra ý thức mới, nếu không tuyệt đối không thể phản bội Tần Tang. Tần Tang cũng lách mình bay ra khỏi núi, đứng giữa không trung, đối mặt với Dần Trác. Một lát sau, Dần Trác giang hai tay sang hai bên, trong chớp mắt tiếng nước vang dội như sấm. Một dòng sông lớn xuất hiện trong hư không, uốn khúc quanh co. Hắn có thể thao túng luyện thi, khống chế thiên địa nguyên khí như một tu sĩ luyện hư chân chính, còn có thể thi triển ra thần thông của bản thân Dần Trác. Đây cũng là một niềm vui bất ngờ. Tần Tang lập tức ra lệnh cho Dần Trác tấn công mình. Soạt! Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết ập tới,
Minh Sơn Khải hiện lên trên người Tần Tang, âm thầm thôi động pháp tướng và đại kim cương luân ấn, chuẩn bị cứng rắn tiếp nhận một kích này. Âm, 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 sóng lớn cuồn cuộn nổi lên, tiếng nước vang dội cọ rửa qua người Tần Tang. Tần Tang giống như một cây cột trụ giữa dòng nước, đứng sừng sững bất động, dầm ào ào. Dòng sông đột nhiên gập lại, quay trở về bên cạnh dân trác, hóa thành một tồn thủy cự nhân, nắm đấm khổng lồ anh tới. Tần Tang giơ tay cản lại, quyền trưởng va chạm, hư không rung chuyển dữ dội. May mắn là Tần Tang đã sớm bố trí cấm chế, không kinh động đến những người khác. Ngay sau đó, dân trác lùi về phía sau, dòng sông bên cạnh cũng tan biến. Tần Tang thu tay lại, âm thầm suy tư, trong lòng có sự phán đoán sơ bộ về thực lực của dân trác, có thể khống chế thiên địa nguyên khí. Chỉ riêng điểm này đã không phải thứ mà tu sĩ hóa thần có thể đạt tới, chắc chắn là chiến lực cấp luyện hư, nhưng so với dân trác khi còn sống thì vẫn kém hơn một bậc. Tần Tang thầm hiểu, kỳ thật thích hợp nhất với Khô Lâu Ô Kim không phải là pháp tu, tốt nhất là tìm một tên thể tu luyện hư kỳ, hoặc là một con đại yêu có tiên thiên nhục thần cường hãn, mới có thể phát huy hết năng lực của Khô Lâu Ô Kim. Tần Tang thầm nghĩ, đây chính là một điểm quý giá khác của Khô Lâu Ô Kim. Tần Tang phát hiện ra, nó có thể rút ra khỏi cơ thể dân trác, đổi sang một bộ nhục thân khác, còn loại hoán đổi này có hạn chế gì hay không, vẫn cần phải kiểm chứng thêm. Khô Lâu Ô Kim quả là một kiện dị bảo, có rất nhiều ưu điểm, nhưng cũng không phải là không có điểm đáng lo ngại. Ngoại trừ đủ loại yêu cầu đối với nhục thân, khi Minh Cốt Lão Tổ còn sống tu vi, chỉ là luyện hư sơ kỳ. Khô Lâu Ô Kim không có khả năng không có cực hạn. Cho dù Tần Tang có tỉ mỉ tôi luyện, nó cũng không còn là bộ xương khô ban đầu, nhưng cũng không dám chắc chắn Khô Lâu Ô Kim có thể khống chế được luyện thi có cảnh giới cao hơn khi còn sống hay không. Đáng tiếc trên chiến trường, vì đề phòng đám người Lô Vương thi triển thần thông đào tẩu, Tần Tang không dám nương tay, mấy vị cao thủ đều không thể giữ được toàn thây. Thăm dò xong, Tần Tang mang theo dân trác trở về động phủ. Dân trác yên lặng đứng sau lưng Tần Tang, giống như một hộ vệ ẩn mình trong bóng tối. Bề ngoài của lão không có gì thay đổi, làn da hiện lên màu ô kim khó mà nhận ra. Tần Tang cũng có thể khống chế biểu cảm của lão, trở nên linh động và chân thực hơn. Ngoại trừ hơi thở tử khí nhàn nhạt quanh quẩn trên người, so với người sống không khác là bao, căn bản không nhìn ra là một bộ luyện thi, có rất nhiều cách che giấu tử khí. Tần Tang lấy ra một chiếc áo choàng đưa cho dân trác mặc vào. Chỉ cần không ra tay, dân trác chính là một cỗ thi thể, sẽ không gây ra phiền phức gì. Tần Tang thất lão vào tiểu động thiên. Từ nay về sau, bên cạnh lại có thêm một trợ thủ không sợ chết. Sau đó, Tần Tang mới có thời gian tỉ mỉ kiểm kê di vật của đám người Lưu Vương. Đại bộ phận linh bảo của Lô Gia chỉ thích hợp với huyết mạch Ti U tộc. Tần Tang đều đưa cho Tư Lục, để Tư Lục đổi lấy bảo vật hữu dụng ở Ti U tộc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tang tạm thời chưa có thứ gì cần thiết gấp, chỉ có linh đan rượu dược tăng cao tu vi là vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Càng nhiều càng tốt, con đường phía trước dường như bằng phẳng. Tiếp theo chỉ cần tu hành từng bước. Tần Tang phân loại theo giá trị và chủng loại. Những thứ có giá trị thấp hơn thì giao cho Lý Ngọc Phủ, hoặc là dùng để phát triển đạo tràng, thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận. Hắn có thể kinh doanh đạo tràng theo ý mình, bố cục phong bạo giới nhất định phải thay đổi, còn phải thiết lập đàn, truyền pháp. Những việc này cần phải làm từng bước một. Trước mắt, hắn muốn đến núi Tử Vân một chuyến. Không lâu sau, Tố Nữ và Chu Tước cũng trở về. Tần Tang nói rõ hắn sắp rời đi một thời gian, mời Tố Nữ ở lại chăm sóc đạo tràng. Chu Tước vừa nghe xong liền hưng phấn hẳn lên, nhảy lên vai Tần Tang kêu lên, ta cũng đi. Bản Chu Tước vừa xuất hiện, chúng sinh đều cúi đầu không dám không theo, nhất định giúp được ngươi ôm mỹ nhân về. Hắc hắc, không biết gia hỏa này lại học được những thứ gì từ ai. Tiếng cười càng thêm gian xảo. Tần Tang vốn đã định mang theo Chu Tước ngày hôm sau liền từ biệt Tố Nữ, lên đường đến núi Tử Vân. Vừa mới tiến vào địa bàn Chu Yếm tộc không lâu, Nguyên Mâu đã nhận được tin tức đích thân ra khỏi núi nên đón. Kể từ sau trận đại chiến hôm đó, Nguyên Mâu không hề nhắc đến chuyện luận bàn nữa. Hai người hàn huyên vài câu, đi vào đại điện Nazi. Nguyên Mâu đưa cho Tần Tang một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài trưởng lão khách khanh của tộc ta, chân nhân mang theo bên mình cho tiện bề hành sự. Tộc trưởng đã sớm dặn dò, nơi chân nhân muốn đi là ở cực Nam Vũ Hải, nơi đó thông với tất cả đại Nazi trận của dị nhân tộc chúng ta, là cửa ngõ ra vào Vũ Hải của thiên bộ chúng ta. Ra khỏi Vũ Hải là địa bàn của thủy tộc Đông Hải. Tuy rằng chúng ta đã ký kết minh ước với thủy tộc Đông Hải, nhưng nơi đó ngư long hỗn tạp cũng không an toàn, huống hồ chân nhân lại là nhân tộc, cẩn thận vẫn hơn. Nói đến đây, Nguyên Mầu vỗ trán,
Suýt chút nữa quên mất, chân nhân ngụy trang thành yêu tộc cũng có thể che mắt thiên hạ. Lần này đương nhiên không thành vấn đề. Tần Tang mỉm cười, đeo lệnh bài bên hông, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên. Mấy người Nguyên Mâu mở đại na di trận, chắp tay với hắn, tiện hắn bước vào trận pháp. Cảnh vật xoay chuyển, hư không vạn vẹo. Sau một hồi quang ảnh biến ảo, Tần Tang cảm giác mình đã đặt chân xuống mặt đất, nơi này đã cách Chu Yếm tộc không biết bao nhiêu vạn dặm. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3323, vượt vụ hải, tìm chân nhân. Vị tiền bối này, từ nơi đây đi về phía nam vạn dặm, sẽ bay ra khỏi khu vực vụ triều. Rời khỏi đại điện Nazi, Tần Tang phát hiện bản thân đang ở trên một hòn đảo, trên đảo cây cối xanh tươi tốt, bên ngoài là màn sương trắng dày đặc. Bao quanh linh đảo là 8 cột đá cao hơn cả đỉnh núi. Trên đỉnh mỗi cột là một khối tinh thạch to bằng đầu người, tinh thạch phát ra hào quang chiếu sáng linh đảo, đồng thời đẩy lùi màn sương mù bên ngoài. Một gã thủ vệ đi theo sau Tần Tang, giơ tay chỉ về hướng nam, cung kính giới thiệu cảnh vật xung quanh cho hắn. Nơi này là chỗ có Na Di trận hiếm ai biết đến, những người tới đây đều là cao thủ trong tộc, đa tạ đã báo cho. Tần Tang gật đầu, không vội vàng lấy ngọc bài ra, đang định hóa quang rời đi, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy từ trong rừng cây đi ra một gã thanh niên, mặc thanh sam, tay cầm quạt lông, khí chất bất phàm, hình dạng không khác người thường là mấy, chỉ có điều mái tóc màu đỏ tím, lại cực kỳ rắn chắc, tựa như dây leo. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Thanh niên ở đằng xa cất tiếng gọi, sải một bước, giống như thuấn di, trong nháy mắt đã đến gần Tần Tang, khẽ vứt tay ra hiệu cho thủ vệ lui xuống. Thanh niên chắp tay thi lễ, tại hạ Chiêu Hảo, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Ngươi có chuyện gì? Tần Tang lạnh nhạt đáp, ra vẻ xa cách. Dị nhân tộc có thể thông qua ngoại hình để phán đoán lai lịch, nhưng Tần Tang nhìn không ra Chiêu Hạo thuộc bộ tộc nào. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng những thượng tộc kia, nếu như người này không cố ý che giấu thân phận, hẳn là xuất thân từ một ngự tộc nào đó không mấy tiếng tăm. Thanh niên không vì vậy mà khó chịu, tiếp tục cười nói, tại hạ đã trà trộn ở vùng đất này nhiều năm, tự nhận là quen biết rộng rãi, nhưng chưa từng gặp qua đạo hữu, chắc hẳn đạo hữu mới đến đây, không biết vì sao lại đến đây, không biết vì sao lại đến đây. Có lẽ tại hạ giúp đỡ được ít nhiều. Nơi đây tiếp giáp với thủy tộc Đông Hải, thế cục phức tạp, đám yêu loại man dợ kia thì không nói đạo lý, quen biết nhiều đạo hữu một chút mới tránh được chuyện bị bắt nạt. Đa tạ hảo ý của đạo hữu, tại hạ thích độc lai độc vãng, dứt lời, không đợi thanh niên đáp lại, Tần Tang đã bước lên mây, bay đi mất. Thanh niên nhíu mày, bỗng nhiên liếc thấy áo choàng của Tần Tang bị gió thổi tung, để lộ lệnh bài bên hông, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ, thì ra là đám khỉ khó chơi kia. Thanh niên lắc đầu, xoay người rời đi. Bay ra khỏi linh đảo, Tần Tang một đường đi về phía nam, bỗng nhiên trước mắt sáng rỡ, sương mù biến mất, biển xanh trời cao. Tần Tang quay đầu nhìn lại, bức tường xương trắng dày đặc trải dài đến tận chân trời, không thấy điểm dừng. Nơi này hẳn là biên giới của vụ hải, không biết khi vụ niên đến, màn sương này có thể lan ra ngoài hay không. Tần Tang ghi nhớ vị trí, thấy bốn bể vắng lặng, bèn lấy ngọc bài kia ra, tập trung nguyên thần dò xét. Ngọc bài phát ra ánh sáng mờ nhạt, rung động khe khẽ. Tần Tang khẽ cảm ứng, trong lòng đã hiểu, điều khiển độn quang men theo hướng dẫn của ngọc bài bay đi. Một đường thuận lợi, Tần Tang bay gần nửa ngày, đi vào một vùng biển không một bóng người. Hào quang trên ngọc bài biến mất, sự chỉ dẫn cũng hoàn toàn biến mất, ngọc bài đánh mất toàn bộ uy năng, biến thành vật phàm. Tần Tang bay vòng quanh vùng biển này, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ có một hòn đảo hoang, đang lúc hắn xem xét ngọc bài, trong lòng nghi hoặc, thì nơi xa có một đạo kim quang xé gió bay tới. Kim quang bay thẳng đến hòn đảo hoang, từ trên trời giáng xuống, hiện ra một gã tăng nhân. Tăng nhân đầu đội giới bà, mặc áo cà sa màu vàng kim. Sau khi đáp xuống đất, quan sát Tần Tang một chút, chắp tay hành lễ, bần tăng Liễu Sơn, đến từ tăng viện núi Tử Vân. Xin hỏi đạo hữu có phải Tần chân nhân không? Chính là tại hạ. Tần Tang chắp tay hoàn lễ, âm thầm kinh ngạc. Núi Tử Vân là thế lực Phật môn, chẳng lẽ sư phụ của Lưu Ly là cao tăng Phật môn? Trước đó nghe tộc trưởng Nguyên Tượng nói, Tần Tang vẫn luôn cho rằng sư phụ của Lưu Ly là cao nhân Đan Đỉnh phái. Nghe nói thế lực Phật môn chủ yếu ở phía Tây Đại Chu, không ngờ ở Đông Hải cũng có thể gặp được, hơn nữa còn có liên quan đến Lưu Ly. Liễu Sơn nói, bần tăng phụng mệnh tới đây nghênh đón chân nhân, nếu chân nhân không có việc gì quan trọng, chúng ta lập tức lên đường, trở về tăng viện được chứ? Làm phiền thánh tăng dẫn đường, Tần Tang nói, không dám, chân nhân gọi ta là Liễu Sơn thì được rồi. Liễu Sơn xoay người, hóa thành kim quang, bay lên cao. Tần Tang cũng điều khiển độn quang,
đuổi theo Liễu Sơn, âm thầm nhíu mày, không hiểu sao hắn cảm thấy Liễu Sơn có chút lạnh nhạt với mình, có lẽ là do tính cách của đối phương. Tu vi của Liễu Sơn tương đương với Tần Tang, kim quang rõ ràng là một loại độn thuật thượng thừa, nếu là tu sĩ khác, e rằng phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng theo kịp, là thật sự không hiểu nhân tình, hay là cố ý thử ta. Tần Tang không đoán ra được tâm tư của Liễu Sơn, nhưng hắn không sợ nhất là so đấu độn thuật, im lặng đuổi theo Liễu Sơn, bay song song, ra vẻ ung dung thong thả. Ánh mắt Liễu Sơn lóe lên một tia nghiêm nghị, tốc độ bay chậm lại một chút, Tần Tang cũng theo đó giảm tốc độ, giả vờ như không biết gì, hỏi ra vấn đề muốn biết nhất, là vị thánh tăng nào ở núi Tử Vân, để lại ngọc bài, mời tại hạ đến đây. Liễu Sơn đáp là bần tăng phụng mệnh Ninh chân nhân, đến đây nghênh đón chân nhân, đến đây nghênh đón chân nhân. Nghe vậy, Tần Tang có chút hoang mang. Núi Tử Vân là thế lực Phật môn, người đứng sau lại là một vị chân nhân, bọn họ có quan hệ gì với nhau? Nói như vậy, Lưu Ly quả thực đã bái nhập đạo môn. Ninh chân nhân, Tần Tang nghi hoặc hỏi. Liễu Sơn đoán ra Tần Tang đang nghi ngờ điều gì, giải thích, lúc bần tăng còn nhỏ, Ninh chân nhân đã ẩn cư ở núi Tử Vân nhiều năm. Mọi người trong tăng viện đều gọi là Ninh chân nhân. Trong núi, rất nhiều tăng nhân, bao gồm cả bần tăng, đều từng được Ninh chân nhân chỉ điểm, trong lòng đều coi Ninh chân nhân như sư trưởng. Trong đạo môn, thường xưng hô các đại năng hợp thể kỳ và đại thừa kỳ là chân quân và thiên sư, không rõ là bắt nguồn từ Đan Đỉnh phái hay Phù Lục phái, nhưng cho đến nay đã trở thành thông lệ, nhưng cũng có thể tồn tại ngoại lệ. Ví dụ như có người thích xưng hô là chân nhân. Lúc Liễu Sơn còn nhỏ, Ninh chân nhân đã ẩn cư ở núi Tử Vân nhiều năm, hiện tại Liễu Sơn đã là luyện hư trung kỳ, vậy Ninh chân nhân là cảnh giới gì? Mặc dù Liễu Sơn không nói rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra manh mối từ trong lời nói này. Tần Tang vừa mừng vừa lo khi biết Lưu Ly bái được một vị sư phụ như vậy. Sau đó, Tần Tang lại hỏi thêm vài câu, Liễu Sơn rõ ràng không muốn nói nhiều, Tần Tang đành phải thôi, chờ đến khi gặp Ninh chân nhân hẳn sẽ có được đáp án. Hai người sóng vai bay về phía tây nam, trên đường liên tục cảm nhận được yêu khí, nhưng đối phương không cách nào phát hiện ra bọn họ, bay thẳng đến trạng vạng tối, vẫn chưa tới núi Tử Vân. Cho đến khi mặt trời sắp lặn xuống biển, ánh sáng rực rỡ khắp trời, Liễu Sơn rút cuộc dừng độn quang, tay kết pháp ấn đánh về phía hư không. Nơi đây biển rộng mênh mông, không có đá ngầm, theo một đạo kim sắc thủ ấn hiện ra, hư không bỗng nhiên rung động nhẹ, xuất hiện gợn sóng nhỏ, nhưng mặt biển vẫn yên ắng như cũ. Tần Tang biến sắc, cảm nhận được một luồng ba động kỳ dị hiện ra, trước đó không hề có dấu hiệu bất thường, ba động nhanh chóng lan về phía bọn họ. Chân nhân chớ có chống cự, Liễu Sơn lên tiếng nhắc nhở. Ngay sau đó Tần Tang cảm thấy một luồng hấp lực ập tới, muốn kéo hắn vào trung tâm ba động. Cùng lúc đó, cảnh sắc xung quanh xảy ra biến hóa kinh người, trời và biển như đang xoay chuyển, bầu trời đảo lộn, hư không xuất hiện hào quang rực rỡ, cảnh vật đều bị bóp méo. Tần Tang cảm giác bản thân càng lúc càng chìm sâu, như sắp rơi vào một không gian khác, nhưng lúc này không rảnh để tìm hiểu nguồn gốc của lực lượng này. Chương 3324, gặp Ninh chân nhân, hắn thấy được một ngọn núi đồ sộ. Ngọn núi này độc lập sừng sững giữa biển cả, nguy nga hùng vĩ, mây mù bao phủ, thanh tùng, thụ bá, lục liễu kỳ hoa, khí thế ngạo nghễ cả trời cao, tường vân tiếp dẫn thái hư. Nơi đây mới thật sự là tiên sơn, nếu so sánh, bỏ qua những chỗ thần dị, Đại Dư Tiên Sơn chỉ có thể coi là một ngọn núi cằn cỗi. Tại đỉnh Tiên Sơn, từng đó tử vân phiêu đáng, càng làm nổi bật lên vẻ thần bí của ngọn núi này. Tử Vân Sơn quả nhiên, danh bất hư truyền, bốn phương tám hướng đều là biển cả vô biên, chỉ có duy nhất một ngọn tiên sơn này. Tần Tang không biết mình bị đưa đến nơi nào, chỉ sợ đã không còn là vùng biển lúc trước. Núi này chính là Tử Vân Sơn, Liễu Sơn đưa tay hư dẫn, xin mời chân nhân theo ta, dứt lời, Liễu Sơn mang theo Tần Tang bay thẳng về phía Tử Vân Sơn. Đến gần, Tần Tang nhìn thấy trong núi đỉnh đài lầu các vô số kể, ở gần đỉnh núi là điện các san sát, thấp thoáng trong rừng là một tòa cổ tháp, hẳn là tăng viện của Tử Vân Sơn mà Liễu Sơn đã nói. Phần lớn đều có cấm chế trận pháp, bị sương mù che lấp, cảnh tượng mơ hồ, để tránh rắc rối. Tần Tang không để Thiên Mục Điệp thi triển thần thông dò xét, Liễu Sơn cũng không đưa Tần Tang đến chùa chiền, mà là vòng qua phía trước núi, bay về phía sau núi, lao vùn vụt giữa không trung. Tần Tang cảm ứng được trong núi bắn ra mấy đạo ánh mắt, rơi xuống người mình, mang theo ý tò mò dò xét, có thể thấy được Tử Vân Sơn có không ít người chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Bất quá, những ánh mắt này cũng không có địch ý, chỉ có vài phần không che giấu sự xem xét và xa cách. Tần Tang thản nhiên đi theo Liễu Sơn tiến vào phía sau núi. Địa thế phía sau núi hiểm trở, cây cối rậm rạp,
nước chảy róc rách, lác đác vài tòa đỉnh cát rõ ràng thanh u hơn so với phía trước núi. Trong rừng ẩn giấu một hồ nước tĩnh lặng, hai người đáp xuống một con đường lát đá bên hồ. Thân ảnh Liễu Sân khựng lại, Tần Tang cũng nghe thấy tiếng đàn du dương vọng lại từ phía trước. Liễu Sân vô thức chậm bước chân, đi qua cầu đá, rẽ qua bóng cây. Một tòa đình hồ hiện ra trước mắt hai người. Đình hồ có bốn góc, tinh xảo tú lệ. Trong đình đặt trường kỳ, trên bàn có đàn, có người quay lưng về phía họ, bóng lưng thanh mảnh, hẳn là một nữ tử, đang chuyên tâm đánh đàn, tiếng đàn theo đầu ngón tay nàng chảy ra. Liễu Sơn dừng bước, lặng lẽ đứng bên ngoài đình. Tần Tang cũng không lên tiếng, đây rõ ràng là tiếng đàn bình thường, không có bất kỳ dấu vết chân nguyên pháp lực nào, cũng không phải thiên chương âm luật chi đạo, nhưng lại là tiếng đàn êm tai nhất mà Tần Tang từng nghe thấy trong đời. Hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm lắng nghe. Tiếng đàn phảng phất như hòa vào thiên nhiên, hoặc là thiên nhiên hòa vào tiếng đàn. Có tiếng côn trùng kêu vang, chim oanh hót, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc. Tất cả trở nên êm tai trong tiếng đàn, khiến người ta say mê. Thế nhưng không biết vì sao, dần dần, Tần Tang nghe ra từ tiếng đàn một nỗi bi thương, không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng cá chim côn trùng hòa cùng tiếng đàn đều vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm, hay là mỗi người nghe tiếng đàn sẽ cảm nhận khác nhau? Không biết qua bao lâu, tiếng đàn bỗng ngừng. Tần Tang mở mắt ra, có chút tiếc nuối. Hắn có thể khẳng định vừa rồi, mình không bị tiếng đàn mê hoặc, đây không phải đạo pháp gì. Nhưng lúc này, tinh thần của hắn lại kỳ lạ yên tĩnh, chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để giải thích. Hai tay người kia rời khỏi dây đàn. Liễu Sân lên tiếng, Ninh chân nhân, Tần chân nhân đã đến. Nói xong, Liễu Sân lui sang một bên, ra hiệu cho Tần Tang tiến lên. Tần Tang đi đến trước đình hồ, Ninh chân nhân cũng đứng dậy, xoay người lại. Không ngoài dự đoán, Ninh Chân Nhân là một nữ tử, nàng mặc đạo bào màu xanh, búi tóc đạo sĩ. Trước mặt Ninh Chân Nhân, người ta sẽ vô thức bỏ qua dung mạo của nàng, thậm chí có thể quay đầu là quên mất nàng trông như thế nào, chỉ lưu lại một ấn tượng mơ hồ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ quên. Lúc này, Tần Tang cũng không nhìn thấy chút bi thương nào trên người Ninh Chân Nhân, đối phương mang đến cho hắn cảm giác giống như mặt hồ tĩnh lặng kia, nhưng lại phảng phất như biển cả vô biên. Tần Tang không nhìn thấu Ninh Chân Nhân, chỉ có thể khẳng định tu vi của Ninh Chân Nhân chắc chắn hơn xa bản thân, ít nhất cũng là một vị đại năng hợp thể kỳ. Tần Tang chấp tay, lại là Ninh Chân Nhân mở miệng trước, thanh âm ôn hòa, không biết Tần Chân Nhân tại đạo đình giữ chức quan gì, phẩm cấp ra sao. Ninh Chân Nhân một câu nói toạc thân phận của mình, Tần Tang không hề ngạc nhiên, lôi đàn và các loại lôi phù vừa ra, người am hiểu đạo môn đều có thể nhận ra hắn có liên quan đến phù lục phái. Bất quá, trước khi đạo đình xuất thế, đại thiên thế giới chỉ có một số truyền thừa rời rạc, những truyền nhân kia chưa được đạo đình công nhận, vậy mà Ninh Chân Nhân lại giống như khẳng định hắn đến từ đạo đình. Sắc mặt Tần Tang nghiêm nghị, chính tam phẩm, cửu thiên kim khuyết thượng tiên, thần tiêu ngọc xu sứ, sứ quân ngũ lôi viện Tần Tang, bái kiến Ninh Chân Nhân. Một đường đi tới, thái độ của Liễu Sơn khiến Tần Tang hoài nghi, chuyến đi này khả năng không đơn giản, chỉ mới đối mặt với Ninh Chân Nhân. Tần Tang đã cảm thấy áp lực vô hình, hắn cần một loại lực lượng để bản thân có thể đối mặt với đối phương. Ngoại trừ những bí mật không thể tiết lộ, chỉ còn lại chức quan đạo đình. Trong lúc báo ra chức quan, Tần Tang lặng lẽ dẫn động khí tức sắc lệnh kim thư trong lục đàn. Sắc lệnh kim thư chính là thiên sư sắc lệnh, được tạo ra từ cửu thiên kim khuyết, in dấu đạo ấn của sư bảo, là thứ mà người ngoài không thể giả mạo, Ninh Chân Nhân tự nhiên có thể phân biệt thật giả. Thì ra là Tần sứ quân Lôi Đình Ngọc Phủ, bần đạo xin chào. Ninh Chân Nhân kinh ngạc, trịnh trọng chắp tay đáp lễ. Tần Tang nhận ra sự thay đổi trong thần thái của Ninh Chân Nhân, chỉ cần báo ra danh hào là có thể nhận được sự đối đãi thận trọng của đại năng. Thật không biết năm đó đạo đình có cảnh tượng thế nào. Cũng có thể nhìn ra, Ninh Chân Nhân cũng không thù hận đạo đình, khiến Tần Tang âm thầm thở phao nhẹ nhõm. Bất quá, quan lại đạo đình có phân chia phẩm giai, nếu là tiên quan bình thường, Ninh Chân Nhân chắc chắn sẽ không như thế. Có thể thấy được lúc đạo đình toàn thịnh, lấy tu vi của hắn, e là không có tư cách trưởng quản ngũ lôi viện. Tần sứ quân, mời. Ninh Chân Nhân chỉ vào bàn ngọc đối diện, hai bên bàn ngọc bày sẵn một bồ đoàn. Tần Tang nói lời cảm tạ, đi vào trong đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía cổ cầm trên bàn. Cổ cầm ố vàng, không rõ làm từ chất liệu gì, Tần Tang cũng không cảm nhận được linh tính của nó, không phải phàm vật bình thường, mà là một kiện chí bảo. Ninh Chân Nhân cũng ngồi xuống, cất cổ cầm đi, đích thân bưng bình ngọc pha trà, đồng thời cực kỳ cẩn thận bỏ linh trà vào. Trà thơm nghi ngút, người hương trà, nắm Ninh Chân Nhân pha trà cũng là một loại hưởng thụ. Tần Tang suy đoán xem Ninh Chân Nhân sẽ nói gì,
có hỏi thăm những chuyện liên quan đến đạo đình hay không, những gì nên nói, những gì không nên nói, làm sao để mượn oai hùng. Trước khi tới, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, có phương án chu toàn, nhưng không ngờ, câu hỏi đầu tiên của Ninh Chân Nhân lại nằm ngoài dự đoán. Ninh Chân Nhân đẩy chén trà xanh về phía Tần Tang, nói khẽ, Đại Dư Tiên Sơn đã bị Tần Sứ Quân lấy đi rồi phải không? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiền Đạo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top, chương 3325, bí mật Đại Dư Tiên Sơn. Thì ra Ninh Chân Nhân đã sớm biết Đại Dư Tiên Sơn. Điều này nằm ngoài dự liệu của Tần Tang. Với tu vi của Ninh Chân Nhân, chỉ cần đi qua phong bạo giới, ắt không thể gạt được pháp nhãn của nàng. Vấn đề là, vì sao Ninh Chân Nhân không lấy đi Tiên Sơn? Ninh Chân Nhân khẽ gật đầu, nói đến lai lịch của Đại Dư Tiên Sơn trước. Truyền thuyết kể rằng, trên cổ Tiên Sơn có tổng cộng 5 ngọn núi. Thứ nhất là Đại Dư, thứ hai là Viên Kiệu, thứ ba là Phương Hồ, thứ tư là Danh Châu, thứ năm là Bồng Lai. Tiên Thánh ngự trị trong núi, tràn ngập quả trường sinh. Về sau thiên địa sinh biến, Tiên Sơn lưu lạc, tất cả đều có chủ nhân của mình. Có cổ tịch ghi chép, căn nguyên của Tiên Sơn không cố định, thường xuyên di chuyển theo thủy triều lên xuống. Viên Kiệu Tiên Sơn và Đại Dư Tiên Sơn cuối cùng trôi vào nhiệt hà, biến mất trong bóng tối. Tần Ta nghe chăm chú, hắn đã từng xem qua điển tịch của Trường Hữu tộc, phía trên cũng có ghi chép tương tự, nhưng không được chi tiết như lời Ninh Chân Nhân. Cả dị nhân tộc và đạo môn đều ghi chép về chuyện này, lại có bằng chứng về Đại Dư Tiên Sơn, xem ra truyền thuyết này tựa hồ có thể tin được. Tuy nhiên Tần Tang cho rằng, chi tiết khẳng định khác biệt rất lớn so với sự thật, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Lai lịch của Nhiệt Hà, trong đạo kinh của Phù Lục Phái hẳn là cũng có ghi chép. Ninh Chân Nhân nhìn Tần Tang, Tần Tang nhớ lại những gì đã chứng kiến tại Phù Lục Giới. Nói, truyền thuyết kể rằng, thuở khai thiên lập địa, âm dương chưa phân, thành chọc hỗn độn. Đại đạo vận hành, thanh khí bay lên tạo thành trời, cho khí rơi xuống tạo thành đất, vẫn còn tàn dư thanh chọc, chưa phân tách, lưu lại trên đời, gọi là lục thiên cố khí, hóa thành nhiệt hà, sinh sôi nhiệt trướng. Những điều này xuất phát từ kinh nghĩa của đạo đình đời trước. Xem ra những năm nay, đạo đình một mực bế quan tỏa cảm, lúc ngươi rời đi, đạo đình vẫn chưa xuất thế. Ninh Chân Nhân như có điều suy nghĩ trong lòng Tần Tang thẳng, với một đại năng như Ninh Chân Nhân, pháp nhãn như đuốc, nhất định phải đề cao cảnh giác ứng phó, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lộ ra sơ hở. May mắn là những điều này cũng không phải bí mật gì. Chẳng biết thời thế hiện nay có lời giải thích nào cho lai lịch của Nhiệt Hà không? Tần Tang thản nhiên hỏi. Biến hóa thế nào cũng không thoát khỏi bản chất, Ninh Chân Nhân bình luận. Tu tiên giới hiện nay thịnh hành Phật môn tứ kiếp, được đông đảo mọi người tán đồng. Cái gọi là tứ kiếp chính là thành, trụ, phôi, không, thể hiện thiên đạo vận hành, vạn vật sinh diệt hưng suy đến lý lẽ cao nhất. Cả tiểu thiên thế giới và đại thiên thế giới đều nằm trong đó. Vạn vật không thể trường tồn, đại thiên thế giới cũng vậy. Từ khi khai thiên tích địa cho đến lúc diệt vong, đều tuân theo đại đạo vận hành, trong lúc đó trải qua muôn vàn kiếp số. Từ hư vô đến, rồi lại trở về hư vô. Quá trình này có thể chia làm 4 thời kỳ, thành, trụ, phôi, không. Có đại năng tính toán, đại thiên thế giới mà chúng ta đang sống, đang ở thời kỳ thứ nhất hoặc thứ hai. Nếu đã vượt qua thời kỳ thứ nhất, khí thanh trọng nên được phân tách rõ ràng. Lúc này thiên đạo chưa diễn biến đến mức độ đó, khí thanh trọng hóa thành nhiệt hà, theo đại đạo tiếp tục vận hành, nghênh đón thời kỳ thứ hai, cuối cùng, nhiệt hà sẽ biến mất. Tuy nhiên, cũng có một thuyết bi quan hơn, nhìn dòng lịch sử. Phương thiên địa này đã bước vào thời kỳ thứ hai, lẽ ra phải là thời kỳ cường thịnh, nhưng nhiệt hà vẫn còn tồn tại. Có lẽ bởi vì thế giới này từng xuất hiện biến cố lớn, làm rối loạn đại đạo vận hành, dẫn đến thiên đạo không trọn vẹn, ví dụ như ma giới xâm lấn, dù lý giải nào cũng không phải không có căn cứ. Phật môn nói lục đạo luân hồi, đạo môn nói cửu u địa phủ, thế gian rõ ràng có âm hồn quỷ thần, nhưng lại không có hoàng tuyền u minh, đất luân hồi, vậy thì ước vạn hồn linh trên thế gian sau khi chết đi đâu, luân hồi về đâu? Chẳng phải rất kỳ quái sao? Có người cho rằng u minh được sinh ra từ nhiệt hà, nhưng bởi vì đại đạo bị quấy nhiễu mà chưa thể diễn biến thuận lợi, nhiệt hà chính là thiếu hụt của thiên đạo, là thiếu hụt của đại thiên thế giới. Nghe Ninh Chân Nhân chậm rãi nói, Tần Tang chìm vào trầm tư. Những điều này đúng là những gì hắn từng nghi hoặc. Thế gian có thể tự nhiên sinh ra quỷ thần, quỷ môn quan phân chia âm dương, âm phủ cũng giống hệt dương gian, nhưng lại không có địa phủ u minh, đất luân hồi. Ước vạn hồn linh trên thế gian rốt cuộc đi về đâu? Quỷ binh của đạo đình cũng học theo thần đình, sao hậu thổ hoàng địa kiến tạo phong đô quỷ ngục mới có nơi dung thân. Bất quá, những điều này không phải trọng điểm hôm nay,
Ninh Chân Nhân chỉ điểm đến là dừng, không giải thích sâu hơn. Trong lòng Tần Tang tiếc nuối, nàng quả nhiên biết rõ nặng nhẹ. Hắn yên lặng lắng nghe Ninh Chân Nhân nói tiếp. Đại Dư Tiên Sơn, tòa Viên Kiệu Tiên Sơn cùng rơi vào Nguyệt Hà, mà Viên Kiệu Tiên Sơn không biết bằng cách nào lại lọt vào tay dị nhân tộc. Đại năng dị nhân tộc lấy Tiên Sơn làm cơ sở kiến tạo thánh địa, đó cũng chính là lai lịch của thánh địa dị nhân tộc và Viên Kiệu Hải Thị. Thế nhưng Đại Dư Tiên Sơn cũng rơi vào Nguyệt Hà lại biệt vô âm tín, vậy mà lại rơi xuống tiểu thiên thế giới, không biết đã trải qua những gì mà tàn phá đến mức này. Nghe đến đó, Tần Tang không khỏi kinh ngạc. Trong điển tịch của Trường Hữu tộc chỉ ghi chép thánh địa và Viên Kiệu Hải Thị có khả năng liên quan đến Viên Kiệu Tiên Sơn, nhưng không có nội dung cụ thể, hoặc là người lưu lại điển tịch cũng không biết rõ. Không ngờ Viên Kiệu Tiên Sơn lại là nền móng của thánh địa. Thánh địa dị nhân tộc rộng lớn vô biên, cường giả dị nhân tộc cảnh giới thánh trở lên đều tu hành tại thánh địa, thật khó có thể tưởng tượng Tiên Sơn cần phải như thế nào mới có thể kiến tạo nên thánh địa như vậy. Mà Đại Dư Tiên Sơn chỉ cao ngàn trượng, tuy có nhiều chỗ Tần Tang chưa hiểu rõ, nhưng tuyệt đối không thể nào có được uy lực như vậy. Ninh Chân Nhân nói Tiên Sơn tàn phá, nào chỉ là tàn phá, hiện tại Đại Dư Tiên Sơn chỉ sợ chỉ còn là một mảnh vỡ nát, chẳng trách Ninh Chân Nhân không lấy nó đi, chỉ sợ là không thèm để vào mắt. Đây là khảo nghiệm và cơ duyên mà Ninh Chân Nhân lưu cho Lưu Ly sao? Bần đạo không rõ, đã lấy Tiên Sơn, tạm thời đặt ngọn núi này ở Thanh Dương Quan, bất quá vẫn chưa động chạm đến bí ẩn trong núi. Tần Tang vốn muốn tìm kiếm thanh linh khí tinh thuần hơn, dùng để đột phá bình cảnh, nhưng sự thật chứng minh, loại thanh linh khí này có lẽ không tồn tại. Đại Dư Tiên Sơn có địa vị to lớn, đương nhiên quý giá, nhưng chỉ còn lại một ngọn núi tàn công dụng không rõ, lại là thứ Ninh Chân Nhân lưu cho Lưu Ly. Tần Tang đương nhiên sẽ không quá mức tham lam. Hắn đang nói, lại bị Ninh Chân Nhân cắt ngang. Ta không phải muốn đòi lại Tiên Sơn từ Tần Sứ Quân. Lưu Ly biết được Tiên Sơn bị người lấy đi, chắc chắn cũng sẽ không để ý. Mặc dù trong cổ tịch không ghi chép Tiên Sơn có sinh ra ý chí hay không, nhưng thần vật tự có linh tính, người hữu duyên mới có thể cư ngụ. Tần Sứ Quân có thể lấy đi, chứng tỏ Tiên Sơn đã chọn người, đổi lại là người khác, e rằng mang theo cũng vô dụng. Ngươi chính là người hữu duyên, cho dù ngươi cưỡng ép đưa cho người khác, đối với người đó cũng không có lợi ích gì. Thần vật hữu linh, Tần Tang từng nghe qua, nhưng hắn không phát hiện ra dấu hiệu tồn tại ý chí của Tiên Sơn, cũng không cảm thấy bản thân được công nhận. Cho dù ngọn núi này từng là một trong ngũ đại Tiên Sơn, rách nát đến mức độ này, chẳng lẽ vẫn còn năng lực tự mình chọn chủ sao? Thực tế là, nắm giữ bia đá là có thể khống chế cổ cấm trong núi. Tần Tang cảm nhận được ánh mắt dò xét của Ninh Chân Nhân, dường như đang thắc mắc hắn có điểm gì đặc biệt, vì sao lại được công nhận, nhưng bản thân hắn cũng không rõ nguyên do. Giải thích hợp lý nhất chính là, hắn và Đại Dư Tiên Sơn đều đến từ phong bạo giới, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào đến từ phong bạo giới, có tu vi tương đương với hắn, lúc đó đều có thể lấy đi Tiên Sơn. Chương 3326, Vua Tướng Kiếp. Còn có một loại giải thích, có thể vì mình thu Tiên Sơn vào Tiểu Động Thiên nên tránh được chút phiền toái. So với Đại Dư Tiên Sơn, ta cảm thấy hứng thú nhất, ngược lại là gút mắc giữa Tần Đạo Hữu và Lưu Ly. Ninh Chân Nhân mỉm cười dịu dàng, nói, ta đã tìm hiểu tường tận về Lưu Ly, cả đời kinh lịch của nàng. Tần Đạo Hữu là người quan trọng nhất, dù thời gian chung đụng không dài, nhưng tạo hóa trêu ngươi, giữa hai người sớm đã tồn tại ràng buộc rất sâu. Tần Đạo Hữu có biết công pháp mà hai người cùng tu luyện rút cuộc có lai lịch thế nào không? Tần Tang nghe vậy, tinh thần chấn động, vội vàng nói, mong Ninh Chân Nhân giải hoặc. Duyên phận của hắn và Lưu Ly bắt nguồn từ Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, nhưng cũng bởi vì môn tà công này dẫn phát đến đủ loại biến cố sau này, tai họa ngầm do tà công lưu lại càng là trở thành ác mộng tra tấn Lưu Ly. Điều này khiến Lưu Ly phân biệt không rõ tình cảm của nàng đến tột cùng là xuất phát từ bản tâm hay là chịu ảnh hưởng của tà công, khiến nàng phải chịu đựng nỗi thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Không thể nghi ngờ, Tần Tang là người được lợi, nhưng hắn không muốn loại chỗ tốt này, chỉ cần có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giúp Lưu Ly giải trừ tai họa ngầm để nàng đường đường chính chính đối mặt với nội tâm của mình. Vô luận kết quả như thế nào, Tần Tang đều cam nguyện tiếp nhận. Thế nhưng, thời gian qua đi, hắn vẫn không thể nào tra được lai lịch của Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh. Đồng Dương Bá nói môn tả công này xuất từ Tử Vi Cung, là công pháp thượng cổ, nhưng hiển nhiên không phải kiếm tu nhất mạch. Tần Tang đã tìm kiếm trong rất nhiều cổ tịch tại Ngũ Hành Minh đều không thu hoạch được gì. Môn công pháp này được cải biên từ một bộ công pháp thời đại thượng cổ có tên Hồng Loan Tâm Kim. Ninh Chân Nhân giải thích,
Có khả năng người sáng tạo ra môn công pháp này chỉ có được Tàn Thiên, đã tự ý cải biến rất nhiều chỗ, dẫn đến nó biến thành một môn tà công. Kỳ thực Hồng Loan Tâm Kinh là một trong những chân pháp song tu thượng thượng thừa. Hồng Loan Tâm Kinh, chân pháp song tu thượng thừa, Tần Tang âm thầm kinh dị, đồng thời mừng rỡ, nếu không phải tà công, vậy hóa giải tai họa ngầm sẽ dễ hơn. Ninh Chân Nhân giải thích, tuy có cải biến, nhưng chân ý của Hồng Loan Tâm Kinh vẫn được giữ lại. Hồng Loan Tâm Kinh có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với người tu luyện, cần đạo lữ cùng nhau tu luyện, hai người còn phải yêu nhau tha thiết, hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, không thể hoài nghi đạo lữ của mình một chút nào. Đồng thời tin tưởng rằng đối phương sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, thiên hạ lại có công pháp bực này, nghe đến đó, Tần Tang cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ nghe Ninh Chân Nhân tiếp tục nói, nếu muốn tu luyện Hồng Loan Tâm Kinh, phải cam tâm tình nguyện bị tình độc ăn sâu, một trong hai người nhất định phải từ bỏ bản thân, đem thân và tâm giao cho đạo lữ trưởng khống, đến một thời điểm nhất định, vai trò của hai người sẽ đổi qua cho nhau. Cứ như thế, trong quá trình âm dương luân chuyển không ngừng, đạt đến diệu cảnh âm dương hòa hợp, nhân tâm dễ thay đổi. Thử hỏi, nếu như không phải thật tâm yêu nhau, hoàn toàn tín niệm lẫn nhau, sao dám yên tâm đem bản thân giao cho đạo lữ? Giữa trần thế, loại đạo lữ như vậy có được bao nhiêu? Câu hỏi của Ninh Chân Nhân khiến Tần Tang rơi vào trầm mặc. Hắn không rõ trên thế gian này có tồn tại loại đạo lữ này không? Bản thân hắn khẳng định làm không được. Vô luận yêu mến Hồng Nhan đến đâu, chí thân đến mức nào, hắn cũng không thể để cho mình đánh mất bản thân. Điều này không liên quan gì đến chân ái. Rốt cuộc cũng biết được lai lịch của Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh, nhưng lại gặp phải phiền toái lớn hơn. Bất quá, Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh Chân Kinh thoát thai từ Tàn Thiên. Với lại hắn và Lưu Ly chỉ tu luyện một lần, tai họa ngầm chưa hẳn nghiêm trọng đến vậy. Đúng lúc này, Ninh Chân Nhân vẫn luôn quan sát Tần Tang, đột nhiên hỏi, đối với tình yêu thế tục, Tần đạo hữu nghĩ thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Chân Nhân liên tục tiết lộ bí mật, khiến cho Tần Tang ứng phó không kịp. Chưa kịp tiêu hóa, nàng lại chuyển chủ đề, còn cố ý né tránh những điểm trọng tâm. Tần Tang hoàn toàn bị động, hết lần này tới lần khác không dám bác bỏ lời của nàng. Tần Tang đáp, bần đạo chỉ nghe theo bản tâm, thuận theo tự nhiên. Ninh Chân Nhân hỏi cụ thể hơn, ví dụ như hai người thật lòng yêu nhau, nên trân trọng hiện tại, bất chấp mọi gian, nan hiểm trở, chỉ cần được ở bên nhau, tận hưởng niềm vui, không cần nghĩ đến ngày mai. Hay là trước sau đều ghi nhớ đối phương trong lòng, cùng nhau tu luyện trường sinh, tương cứu trong lúc hoạn nạn, bên nhau đến khi đầu bạc. Ninh Chân Nhân tự hồ có ý riêng. Tần Tang nhíu mày, nói, với lại, đạo hạnh của bần đạo còn thấp, lúc này bàn luận về trường sinh, có phải quá sớm không? Chuyên luyện hư là hợp thể, chuyên hợp thể là đại thừa. Tu sĩ đại thừa, chỉ ít Tần Tang đã tận mắt nhìn thấy, hắn ngày càng gần cảnh giới này, cũng có một tia hy vọng. Còn về phi thăng tiên giới, hắn chỉ mới nghe qua truyền thuyết, chỉ có một vị vu thần thành công phi thăng mà thôi. Tiên đạo mờ mịt khó tìm, đơn thuần chỉ tính riêng nhân tộc, đã có Ngọc Hoàng Chủ của Đại Chu, đại năng Phù Lục phái khai sáng ra thần đình, khai sáng ra thần đạo hậu thổ Hoàng Địa Trích, còn có Tử Vi Kiếm tôn chủ của Tử Vi Cung. Bọn họ đều là những người kinh tài tuyệt diễm, hoành áp một thời đại, tuy nhiên cũng không có truyền ngôn rõ ràng nào nói rằng bọn họ đã đắc đạo thành tiên. Tần Tang kiên định theo đuổi tiên đạo, từng bước một tiến lên, nhưng hắn không cuồng vọng. Nơi cô rượu sơ siêu rượu, còn ở chương tôi giỏi eo sót, áp trường sinh, chứ không phải vĩnh sinh, đàn áp quảng gia rượu. Ninh Chân Nhân lắc đầu, nói, tu luyện đến luyện hư kỳ, đã không còn lo lắng về thọ nguyên, lục cửu đại thiên kiếp 3.000 năm một lần. Đối với những người phàm tục, thậm chí tu sĩ nguyên anh, hóa thần mà nói, chẳng lẽ không phải trường sinh sao, mà tu đến đại thừa kỳ, từ nay về sau sẽ không còn thiên kiếp giáng xuống, chẳng lẽ không phải trường sinh. Nghe lời này, Tần Tang không khỏi chấn động. Hắn tiếp xúc với mấy vị đại năng đều vào thời khắc sinh tử tồn vong, không có thời gian để thỉnh giáo vấn đề này. Có lẽ đối phương cho rằng đây là chuyện thường thức, cũng không chủ động nói cho hắn biết. Đại thừa kỳ vậy mà không có thiên kiếp, không còn nỗi lo về thọ nguyên, không còn nỗi lo về thiên kiếp, đâu chỉ đơn thuần là trường sinh, cái mà hắn suốt đời theo đuổi, chẳng lẽ sau khi đột phá đại thừa kỳ là có thể đạt được sao? Nếu vậy, đối với tu sĩ đại thừa mà nói, thành tiên rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tần Tang ý thức được, mình đã vô tình để lộ ra rất nhiều điều trước mặt Ninh Chân Nhân, thật sự bất đắc dĩ. Chênh lệch về kiến thức là điều không thể bù đắp trong thời gian ngắn. Tu sĩ đại thừa có thể khai mở một phương thiên địa thuộc về bản thân, dung nhập vào thiên đạo, thậm chí có người tự xưng mình là hóa thân của thiên, vậy thì lấy đâu ra thiên kiếp? Hơn nữa,
Chỉ cần tu sĩ đại thừa nguyện ý, có thể để cho hậu bối tiến vào tiểu thiên thế giới của mình để tu hành. Nếu như hậu bối chậm chạp không thể đột phá luyện hư, cũng có thể ngăn cản tứ cửu thiên kiếp cho đến khi hậu bối đột phá hoặc là thọ nguyên cạn kiệt. Đương nhiên, lục cửu đại thiên kiếp ẩn chứa thiên địa ý chí mạnh hơn, tu sĩ đại thừa cũng không có cách nào che đậy. Ninh Chân Nhân liên tục tiết lộ ra tin tức kinh người, hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của Tần Tang về tu sĩ đại thừa. Trên thực tế, mỗi đại cảnh giới đều có sự khác biệt rất lớn, nếu không phải được chứng kiến kiếm vực, Tần Tang cũng khó mà tưởng tượng được thần thông của tu sĩ hợp thể kỳ ra làm sao. Nhưng mà, lúc này, ngữ khí của Ninh Chân Nhân lại thay đổi. Đại thừa vô kiếp, nhưng ai biết được có vô tướng kiếp hay không? Thiên địa luôn thay đổi, kiếp số luôn thường trực, thiên địa có sinh có diệt, trường sinh lại không phải vĩnh sinh, tranh giành rồi lại đánh mất, khó mà nắm giữ, động niệm vô minh, nổi lên tà hỏa, sẽ dẫn động nhân quả, rước lấy tai họa. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 3327, Thái Thượng Vòng Tiên Đạo, cảnh giới đại thừa quả thật không phải thứ mà người thường có thể ước đoán. Tần Tang không khỏi cảm thán, xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết sư thừa của Ninh Chân Nhân là ai. Ninh Chân Nhân hẳn là người trong đạo môn, biết được nhiều bí mật như vậy, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Những đại tông môn như Đan Đỉnh Phái đều được ghi chép trong điển tịch của đạo đình, chẳng hay sư môn của Ninh Chân Nhân là nơi nào. Ninh Chân Nhân hỏi lại, Tần Sứ Quân từng nghe nói đến Thái Thượng Đạo Tông chưa? Quả nhiên là Thái Thượng Đạo Tông. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, hắn từng thấy qua ghi chép về Thái Thượng Đạo Tông trong điển tịch của đạo đình. Thái Thượng Đạo Tông thuộc dòng Đan Đỉnh, thời thượng cổ vốn nổi danh là đệ nhất tông của đạo môn. Sau khi phi thăng đại thiên, Tần Tang lại phát hiện thanh danh của Thái Thượng Đạo Tông không còn hiển hách như xưa, yếm người biết đến, thậm chí còn tưởng rằng Thái Thượng Đạo Tông giống như đạo đình cũng gặp phải biến cố, hoặc là đi đến con đường suy vong, hoặc là ẩn cư thế ngoại, thiên địa tuy viên mãn nhưng lại hoang vu, con người có sinh lão bệnh tử, tông môn cũng có lúc hưng thịnh lúc suy bại, kiếp nạn luôn rình rập, vạn vật đều khó mà trường tồn. Ninh Chân Nhân thở dài, bần đạo chỉ là người kế thừa một mạch của Thái Thượng Đạo Tông mà thôi. Nghe ngữ khí của Ninh Chân Nhân, chẳng lẽ Thái Thượng Đạo Tông đã phân liệt rồi? Tần Tang thầm nghĩ, thần đình sụp đổ, đạo đình bị ép tự đoạn một giới, Tử Vi Cung 14 kiếm các bị hủy hơn phân nửa, rơi vào tiểu thiên thế giới, ngay cả Thái Thượng Đạo Tông cũng suy bại. Những thế lực đỉnh tiêm này, cường giả vô số, vậy mà đều rơi vào kết cục như vậy, chỉ có đại chu kéo dài đến nay, nhưng cũng chỉ là chủ của thiên hạ trên danh nghĩa. Rốt cuộc thời thượng cổ đã xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, Tần Tang cảm nhận được điều gì đó, thu hồi tạp niệm, chợt ngoài đình truyền đến tiếng bước chân, hai vị ni cô từ trong rừng trúc đi ra, đứng bên cạnh Liễu Sân, thi lễ với Ninh Chân Nhân một cái, sau đó lặng lẽ đứng chờ ngoài đình. Hai vị ni cô một già một trẻ, nhưng đều không phải lưu ly, ánh mắt hai người lướt qua Tần Tang, khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần lãnh đạm, vẫn chưa thấy lưu ly xuất hiện, Tần Tang càng thấy không tầm thường. Tần Tang hỏi, xem ra Chân Nhân muốn lấy tu hành làm trọng, mau chóng đạt đến cảnh giới đại thừa, trường sinh bất lão, chẳng biết những điều này có liên quan gì đến tại hạ. Tần Sứ Quân và Lưu Ly ràng buộc sâu nặng, e là đạo hữu vẫn còn đánh giá thấp tai họa ngầm của ta công, cùng với ảnh hưởng của nó đối với Lưu Ly. Sau khi kết xuống nhân quả với Tần Sứ Quân, Lưu Ly vẫn luôn cố gắng tự cứu lấy mình, ban đầu ảnh hưởng chưa sâu, Lưu Ly vẫn còn hy vọng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, mỗi lần sắp thành công, đều vì đủ loại nguyên nhân mà thất bại trong gang tấc. Mỗi lần hóa giải thất bại, sự dồn nén đến cực hạn lại bộc phát, chỉ càng khiến cho tai họa ngầm thêm sâu, khiến Lưu Ly càng lún sâu vào đó. Trong mắt Ninh Chân Nhân lóe lên một tia thương tiếc. Đối với những lời này của Ninh Chân Nhân, Tần Tang không thể phản bác, tuy không thể cảm nhận được nỗi đau của nàng, nhưng gì Lưu Ly phải chịu đựng, hắn đều nhìn thấy. Năm đó hắn từng đề xuất một khả năng hóa giải tai họa ngầm, thấy nàng do dự, liền lập tức rời đi, bởi vì không muốn ép buộc nàng. Dù vậy, Lưu Ly vẫn tìm lại được bản tâm của mình, có thể thấy được ý chí của nàng kiên cường hơn người, thường rất nhiều. Năm đó, nàng vốn đã chuẩn bị đáp ứng đạo hữu, Ninh Chân Nhân nhìn chăm chăm Tần Tang. Thần sắc Tần Tang khẽ nhúc nhích, hắn đã sớm biết chuyện này từ miệng Sư Tuyết và Vân Tâm Sư Thái. Nếu như không có lần ngoài ý muốn kia, nếu như phong bạo giới là một tiểu thiên thế giới bình thường, có lẽ hắn và Lưu Ly đã cùng nhau phi thăng, cùng nhau đồng hành tại đại thiên. Nếu hai người nguyện ý vì nhau mà mở lòng, cũng có thể xem như là một cách giải quyết, hoặc là Tần Sứ Quân bằng lòng dốc toàn lực tương trợ. Với tâm tính của Lưu Ly, bần đạo cũng có thể nghĩ ra biện pháp giúp hai người thoát khỏi tai họa ngầm của tà công. Đáng tiếc, Ninh Chân Nhân thở dài, tạo hóa trêu ngươi,
Tần sứ quân đã chậm một bước, Tần Tam biến sắc, lời này của Ninh Chân Nhân là có ý gì? Ninh Chân Nhân nói, trăm năm trước, biết được Tử Vi cung xuất thế tại Phong Tự Ngọc Môn, Liễu Sơn bèn mang theo Lưu Ly đến Phong Tự Ngọc Môn, tìm kiếm ân sư Băng Diêu của nàng. Lưu Ly đã đến Phong Tự Ngọc Môn, vậy là nàng đã biết chuyện của Băng Diêu. Tần Tang liếc mắt nhìn ra ngoài đình, tính toán thời gian, hắn cũng tiến vào Phong Tự Ngọc Môn vào khoảng thời gian đó, vậy mà lại bỏ lỡ Lưu Ly. Liễu Sơn khẽ gật đầu, chúng ta tìm được mảnh vỡ Thiên Sơn trong Tử Vi cung, nơi đó đã biến thành một vùng phế tích, hẳn là đã phải chịu một sự công kích đáng sợ vào lúc phá giới. Băng Diêu bị nhốt trong núi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chúng ta đã tìm kiếm xung quanh Phong Tự Ngọc Môn một thời gian, nhưng không phát hiện ra tung tích của Băng Diêu, sau đó lại gặp phải biến cố, bất đắc dĩ phải rời đi. Tần Tang biết rõ biến cố mà Liễu Sơn nói đến, chính là trận đại chiến của các vị đại năng, nhằm tranh đoạt Tử Vi cung. Sau khi nó hiện thế, Ninh Chân Nhân bình luận, nhìn chung con đường tu hành của Lưu Ly, không thể nào rời khỏi một chữ tình. Tình thân, ân tình, thậm chí là tình yêu, mặc dù tình cảm này bắt nguồn từ một đoạn nghiệt duyên, Tần Tang im lặng gật đầu. Hồi tưởng lại năm đó, lúc ở Thiếu Hoa Sơn, Lưu Ly liều mình khổ tu, không phải vì bản thân, cũng không phải như hắn, trong lòng còn có tiên đạo, mà chỉ vì muốn cứu sư phụ, báo đáp ân tình, cũng là vì bút mắc giữa nàng và hắn. Ninh Chân Nhân nói không sai, cả đời Lưu Ly đều xoay quanh chữ tình, bồn giam sinh phân tôn dài. Tần sứ quân hẳn là tưởng tượng ra được khi nàng quyết định mở lòng. Chờ đợi nàng lại là tin tức tần sứ quân vẫn lạc, đối với nàng tàn nhẫn đến mức nào, nhất là khi tai họa ngầm của Tà Công vẫn còn tồn tại, cú sốc này lớn đến nhường nào. Nàng có thể không bị tàu hỏa nhập ma, đã chứng tỏ tâm tính kiên định hơn người. Từ đó về sau, mặc dù nàng giúp đỡ tông môn và hậu bối của tần sứ quân, từ đó tìm kiếm sự an ủi, nhưng Băng Diêu chính là điểm tựa cuối cùng của nàng. Giọng Ninh Chân Nhân trầm xuống, Tần Tang im lặng, hiểu rõ ý tứ của Ninh Chân Nhân. Cứu sư phụ là chấp niệm lớn nhất của nàng, cũng là trụ cột tinh thần cho con đường tu hành của nàng. Nay chấp niệm này tan vỡ, đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, e rằng hắn cũng sẽ trở nên tuyệt vọng. Lưu Ly, hiện giờ thế nào rồi? Giọng Tần Tang hơi khô khốc. Thực ra tai họa ngầm của môn Tà Công này cũng không phải là không có cách hóa giải, bần đạo có một môn công pháp. Ninh Chân Nhân lại chuyển sang chuyện khác, bất quá Tần Tang đã thích ứng, nhẫn nại nghe nàng nói tiếp. Công pháp này tu luyện chính là Thái Thượng Vong Tình Đạo. Một câu nói của Ninh Chân Nhân khiến đồng tử Tần Tang có rút lại. Thái Thượng Vong Tình, hạ nhất bất bằng tình, tình chi sở chung, bất quá như thị. Lưu Ly đã lần lượt trải qua ngân châm tỏa tình, băng phách phong tình và tuệ kiếm trảm tình. Mỗi lần thất bại đều là một lần bộc phát mãnh liệt, mỗi lần đều có thể so với tình kiếp. Trên đời hiếm có ai trải qua nhiều trắc trở như nàng, tình cảm lại sâu đậm như vậy. Tuy có chút liên quan đến môn Tà Công kia, nhưng nàng không những có thể chống cự lại ảnh hưởng của Tà Công, mà còn có thể tìm lại được bản tâm của mình. Quả là cực kỳ khó được. Trong số những người mà bần đạo từng gặp, không ai thích hợp tu luyện Thái Thượng Vong Tình Đạo hơn Lưu Ly. Ninh Chân Nhân đổi giọng, bất quá Lưu Ly đã từng từ chối bần đạo, môi Tần Tang khẽ run. Vậy bây giờ, sau khi từ Phong Tự Ngọc Môn trở về, nàng đã đồng ý. Ninh Chân Nhân lại cảm thán một tiếng, tạo hóa trêu ngươi, không ai ngờ rằng Tần sứ quân lại có thể sống sót trở về, nhưng lại chậm một bước. Tần Tang im lặng quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Lúc này không có gió, mặt nước bốc hơi nước nhàn nhạt, ngưng tụ thành một tầng sương mù mỏng manh bao phủ trên mặt hồ. Tựa hồ cảm nhận được sự ngột ngạt, cá dưới đáy hồ nổi lên mặt nước, hít thở không khí trong lành, mặt nước xuất hiện từng vòng gợn sóng. Bỗng nhiên Tần Tang nhớ ra điều gì, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía ngoài đỉnh. Nhìn chằm chằm Liễu Sơn, chương 3328, rời xa, lúc các ngươi tiến về Phong Tự Ngọc Môn, bần đạo hẳn là cũng ở phụ cận. Tu sĩ phong bạo giới phi thăng tất nhiên cũng sẽ biết tin tức Tử Vi cung truyền ra, có thể sẽ bị hấp dẫn đến Phong Tự Ngọc Môn, bần đạo cố ý lưu tên họ, Trần Chính ở chi nhánh Ngũ Hành Minh tại Ngọc Môn Quan. Chẳng lẽ Thánh Tăng không nghe được sao? Trưởng lão Ngũ Hành Minh tại Ngọc Môn Quan cũng không phải là nhân vật nhỏ bé, chỉ cần hữu tâm tìm hiểu, tất nhiên có thể tra được. Nếu như Lưu Ly biết rõ hắn còn sống, hai người sẽ gặp lại tại Phong Tự Ngọc Môn, sẽ không gặp những phong bà về sau. Liễu Sơn chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật, chúng ta xác thực không biết Tần sứ quân cũng ở tại Phong Tự Ngọc Môn. Lúc chúng ta đến, đã có đại năng đấu pháp tại Phong Tự Ngọc Môn. Ngọc Môn Quan nhiều lần bị liên lụy, thế lực khắp nơi cơ bản đã rút ra khỏi Ngọc Môn Quan. Về sau Ngọc Môn Quan càng biến thành một vùng phế tích, mọi người tản mạn khắp nơi. Lão Ni không nhịn được chen lời, chúng ta và Lưu Ly tuy không phải đồng môn, nhưng đều được Ninh Chân Nhân đích thần chỉ điểm, một mực coi nàng là tiểu sư muội mà đối đãi.
Lưu Ly nếu có thể trùng phùng với Tần sứ quân, chúng ta cao hứng còn không kịp, há lại đi cản trở. Tần Tang yên lặng, xác thực không thể trách móc nặng nề đối phương, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên nghi ngờ, phải chăng bọn họ cố ý giấu giếm tin tức với Lưu Ly. Tử Vi cung xuất thế đã gây ra phong ba quá lớn, Ngọc Môn Quan và phong tự Ngọc Môn hỗn loạn là điều dễ hiểu. Lời Liễu Sơn nói rất có lý. Nữ ni trẻ tuổi kia cúi đầu xuống, ôn nhu nói: "Tần sứ quân chớ nghĩ chúng ta lãnh đạm, tiểu sư muội cả đời long đong, chúng ta rất thương xót nàng, chỉ là Tần sứ quân xuất hiện không đúng lúc, tiểu sư muội đang tu luyện Thái Thượng Vong Tình, nếu như bây giờ cưỡng ép cắt ngang, e là sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục." Tần Tang nhìn về phía Ninh Chân Nhân, Ninh Chân Nhân khẽ vỗ trán, cho dù Lưu Ly có tâm tính kiên định đến đâu cũng có giới hạn. Hiện giờ nếu để nàng từ bỏ Thái Thượng Vong Tình, hậu quả càng nghiêm trọng hơn trước kia. Cho dù hai người kết làm đạo lữ, e rằng nàng cũng sẽ bị ta công dày vò. Chỉ có đạt được Hồng Loan Tâm Kinh chân chính, mày già mới có hy vọng hóa giải. Nhưng bần đạo cũng không rõ Hồng Loan Tâm Kinh được cất giữ ở đâu. Cho dù có được ngay lập tức, Tần sứ quân có cam tâm tình nguyện tu luyện hay không? Ninh Chân Nhân nhìn chăm chú Tần Tang, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua mắt hắn, nhìn thấu nội tâm. Lâu sau, Ninh Chân Nhân mới chậm rãi lên tiếng: "Đại Dư Tiên Sơn tuy bị tàn phá nặng nề, nhưng cũng có chỗ hữu dụng, cần Tần sứ quân tự mình khám phá. Hơn nữa, Tiên Sơn không phải là không thể khôi phục, bần đạo có thể cho Tần sứ quân biết cách thức tu bổ và vận dụng, chắc chắn sẽ khiến Tần sứ quân được ích lợi không nhỏ." Tần Tang nhíu mày, rốt cuộc Ninh Chân Nhân muốn nói gì? Ninh Chân Nhân lẩm bẩm: "Đại Dư Tiên Sơn khôi phục đến một trình độ nhất định, Tần sứ quân luyện hóa nó, khi tiến vào hợp thể kỳ, có thể dung nạp Tiên Sơn vào pháp vực, uy lực của Tiên Sơn có thể khiến pháp vực thêm vững chắc và cường đại. Tần sứ quân hẳn biết rõ nâng cao pháp vực gian nan đến nhường nào, có Tiên Sơn trợ giúp, không cần tốn nhiều sức lực cũng có thể vượt qua những người cùng thế hệ. Nếu khôi phục Đại Dư Tiên Sơn về nguyên trạng, thậm chí có thể trợ giúp đột phá đại thừa kỳ sau này, chẳng lẽ Tần sứ quân không động tâm sao?" Khi nói ra những lời này, trong giọng nói Ninh Chân Nhân tràn đầy ý mê hoặc, đồng thời một áp lực vô hình bao trùm lấy không gian ngoài đình. Liễu Sơn và hai nữ ni đều lộ vẻ khẩn trương, đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Tần Tang lại bất động, vỗ bàn đứng dậy, thoát khỏi áp lực, lạnh lùng nói: "Đại Dư Tiên Sơn đang ở Thanh Dương Quan, mời Ninh Chân Nhân thu hồi lại." Ninh Chân Nhân nhìn Tần Tang thật lâu, bỗng nhiên cười lớn, áp lực xung quanh tan biến như mây khói, giọng điệu cảm thán: "Vận khí của Lưu Ly cũng không tệ, ít nhất không chọn nhầm người." Tần Tang ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống, dò xét vị chân nhân khó đoán này, cuối cùng quyết định im lặng quan sát. Thái Thượng Vong Tình là được tình rồi quên tình, cho đến khi không bị ràng buộc bởi tình cảm nữa. Ta tin tưởng Lưu Ly cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng nàng mới bắt đầu tu luyện, căn bản không làm được. Bước đầu tiên của tu hành chính là phải quên đi những tình cảm khắc cốt ghi tâm trước kia, cô sửa bản thân, trở về với bản nguyên. Thứ nàng lựa chọn quên đi trước tiên, không phải tình thầy trò với Băng Diêu, mà là Ninh Chân Nhân dừng lại một chút, thốt ra một chữ: "Người." Tần Tang khó hiểu, rốt cuộc thứ Lưu Ly quên đi là gì? Là những gì bọn hắn đã cùng nhau trải qua? Hay là tình cảm của Lưu Ly đã thay đổi? Hoặc là trong ký ức của Lưu Ly, căn bản không còn tồn tại hắn nữa? Nếu như bây giờ để ta và Lưu Ly gặp mặt, Ninh Chân Nhân suy tư một chút, nói: "Có lẽ chỉ là người xa lạ quen biết chút ít mà thôi." Tần Tang im lặng không nói. Ninh Chân Nhân muốn nói là khi Lưu Ly bước vào đại thừa kỳ, nàng ấy sẽ đạt tới cảnh giới mà ngài nói. Tần Tang đã hiểu được dụng ý trong câu hỏi trước đó của Ninh Chân Nhân. Ninh Chân Nhân thản nhiên nói: "Xuất phát từ tư tâm, rốt cuộc cũng tìm được một người có thể kế thừa đạo thống Thái Thượng Vong Tình. Lẽ ra bần đạo phải ngăn cản Tần sứ quân ảnh hưởng đến Lưu Ly, nhưng ta là sư phụ của nó, ta không thể cho Tần sứ quân câu trả lời chính xác. Không ai biết sau khi Lưu Ly thấu hiểu tình đời, liệu nàng ấy sẽ dứt khoát lựa chọn nhập thế, hay là vẫn không màng thế sự, siêu nhiên thoát tục. Ta chỉ có thể nói với Tần sứ quân, đã đâm lao thì phải theo lao. Đối với ngươi và Lưu Ly, đây là lựa chọn tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là lý trí nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất." Tần Tang lại chìm vào trầm mặc. Ngoài đình, một tăng hai ni cũng im lặng nhìn Tần Tang, ánh mắt phức tạp. Trước đó, bọn họ không muốn Tần Tang đến đây, nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy tiếc hận thay cho hắn. "Ý của chân nhân là muốn ta rời xa Lưu Ly?" Tần Tang nhìn Liễu Sơn và hai vị sư tỷ ngoài đình, rồi lại nhìn dãy núi Tử Vân Sơn trùng điệp, núi đá lởm chởm, rừng cây rậm rạp. Lưu Ly có lẽ đang ở một nơi nào đó trong núi tu hành, gần trong gang tấc mà lại không thể gặp mặt. Chẳng lẽ Ninh Chân Nhân cố ý để hắn đến đây, chính là muốn hắn biết khó mà lui,
Tần sứ quân hiểu lầm rồi, lấp liếm không bằng khai thông. Mục đích của bần đạo không phải là ngăn cản tần sứ quân, mà là muốn nói rõ lợi hại. Ngươi và ta đều thật lòng đối đãi với Lưu Ly, nên cùng nhau giúp đỡ nàng ấy. Trong quá trình này, nếu ngươi có thể âm thầm ảnh hưởng đến nàng, sau này cùng nhau đạt đến đại thừa kỳ, sánh bước phi thăng, bần đạo cũng vui mừng thay. Bởi vì Ninh Chân Nhân đứng dậy, đi đến lan can hồ đình, tay vịn cột đá, nhìn về phía núi non trùng điệp, thanh âm ung dung. Vòng tình không phải là vô tình, hữu tình không cần tuyệt tình. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top, chương 3329, cơ hội tiến vào thánh địa. Bần đạo vẫn chưa hiểu rõ ý chân nhân, xin người cứ nói thẳng. Chẳng lẽ chân nhân vì Lưu Ly, lo lắng nàng sẽ gặp mưa gió nên muốn ngăn trở bần đạo hay sao? Bần đạo tuy đạo hạnh nông cạn, nhưng cũng không đến mức bất lực như vậy. Tần Tang nhíu mày, lời nói của Ninh chân nhân không đủ sức thuyết phục hắn. Chúng sinh đều ở trong tai kiếp, bần đạo cũng không ngoại lệ. Ai có thể nói trước được mình có thể bình an vượt qua tai kiếp tiếp theo hay không? Bần đạo không thể mãi mãi ở bên cạnh Lưu Ly. Giọng nói của Ninh chân nhân rất bình thản, dường như người nói không phải là nàng ta. Liễu Sân và những người khác nghe vậy đều biến sắc, khẽ gọi Ninh chân nhân. Ninh chân nhân vẩy tay áo với bọn họ, tiếp tục giải thích với Tần Tang. Như bần đạo đã nói, trong lòng Lưu Ly có tình cảm, tu luyện thái thượng vong tình không phải là điều nàng mong muốn. Bần đạo là sư phụ của nàng, đương nhiên hy vọng một ngày nào đó, khi tu vi của nàng đã viên mãn, nàng vẫn có thể giữ vững tâm không lay chuyển. Thái thượng vong tình, thái thượng vô tình, chỉ khác một chữ, nhưng đối với người tu luyện, đó là một ý niệm sai lầm. Tu luyện loại công pháp này, một khi đi nhầm bước, sẽ rất nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà Lưu Ly tu luyện công pháp này ban đầu là để trốn tránh, trong lòng đã gieo xuống ma chướng, bần đạo lo lắng sau này, nàng sẽ vô thức né tránh một số chuyện, như vậy sẽ bất lợi cho việc tu hành. Chính vì vậy, những người khác có thể ảnh hưởng đến Lưu Ly, bần đạo đều có thể loại bỏ, duy chỉ có đối với tần sứ quân, nhất định phải hết sức thận trọng. Nếu không, ngày sau Lưu Ly gặp lại tần sứ quân, hoặc là biết được điều gì đó, rất có thể sẽ kích động đến nàng. Bần đạo vẫn luôn lo lắng, làm sao để ngăn ngừa Lưu Ly lạc lối, cho đến khi tần sứ quân xuất hiện. Bần đạo phát hiện không còn ai thích hợp hơn tần sứ quân. Sắc mặt Tần Tang không thay đổi, nhưng trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Ý của Ninh Chân Nhân là, Ninh Chân Nhân gật đầu, mỗi lần đột phá bình cảnh đều là lúc công pháp và tâm tính của Lưu Ly biến động mãnh liệt nhất. Tần sứ quân chính là ma chướng trong lòng Lưu Ly. Bần đạo cho rằng, nếu mỗi lần Lưu Ly đột phá, ít nhất là khi đột phá đại cảnh giới, tần sứ quân nên ở bên cạnh, chắc chắn sẽ có lợi cho nàng, cũng không cần tần sứ quân phải làm gì cả. Chỉ cần khi nàng tìm kiếm thời khắc đột phá, tần sứ quân tham gia vào là có thể tạo dựng mối liên hệ vững chắc hơn. Nghe vậy, Tần Tang rơi vào trầm tư, nhưng hắn cũng không thể xác định lời nói của Ninh Chân Nhân là thật hay giả. Ngọc Phật từng khiến hắn tu luyện phải tuyệt đối lý trí. Rất khó phán đoán loại công pháp thái thượng vong tình này có liên quan đến tình cảm, dục vọng hay không. Tần Tang không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại, Lưu Ly đã bước vào luyện hư kỳ rồi sao? Hắn vốn tưởng rằng Lưu Ly đang bế quan đột phá, cho nên mới không thể quay về kịp lúc. Ninh Chân Nhân lắc đầu, Lưu Ly đang bế quan trùng kích bình cảnh, nhưng chưa đột phá. Hơn nữa, trước khi tần sứ quân đến, bần đạo đã đánh thức nàng, để nàng xuất quan. Tần Tang giật mình, vì sao vậy? Lưu Ly bế quan, chứng tỏ nàng đã cảm nhận được cơ hội đột phá, thời cơ chỉ trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ, lãng phí thời gian trăm ngàn năm cũng là điều có thể xảy ra, trừ phi Ninh Chân Nhân thần thông quảng đại, có thể tùy ý để Lưu Ly đột phá. Bởi vì có tần sứ quân ở đây, Ninh Chân Nhân nghiêm nghị nói, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để đột phá. Tần Tang không hiểu, kiên nhẫn nghe Ninh Chân Nhân nói tiếp. Bần đạo biết được một bí cảnh đặc thù, đó là một cơ duyên to lớn với Lưu Ly. Nếu có thể đột phá trong bí cảnh đó, sẽ càng có lợi ích to lớn. Đáng tiếc, bần đạo có lời thề trước đây, không thể tự mình tiến vào đó. Để thuận lợi đi vào, Lưu Ly không thể không sớm đột phá, có thể đạt được một phần cơ duyên trong đó. Sự xuất hiện của tần sứ quân đã cung cấp một khả năng khác. Bọn Liễu Sân không giúp được Lưu Ly, chỉ có tần sứ quân mới có thể, bởi vì trong tiềm thức của nàng, tần sứ quân vẫn là người đáng tin cậy nhất. Ninh Chân Nhân dừng lại một chút, nói tiếp, bần đạo không biết tình cảm của tần sứ quân đối với Lưu Ly sâu đậm bao nhiêu, cũng sẽ không ép buộc tần sứ quân nhất định phải nhiều lần giúp đỡ Lưu Ly. Khoảng cách đến hợp thể kỳ và đại thừa kỳ của hai người còn rất xa, thời gian tới xảy ra chuyện gì, không ai nói trước được. Coi như là lời ủy thác của sư phụ, chuyến đi này đối với tần sứ quân cũng có lợi. Hơn nữa,
cũng có thể để Tần Sứ Quân tận mắt chứng kiến Lưu Ly đột phá, tai nghe mắt thấy. Nếu bần đạo có nói gì sai, Tần Sứ Quân vẫn có thể ngăn cản nàng. Giọng nói của Ninh Chân Nhân đầy tha thiết. Tần Tăng trầm ngâm một lúc, sau khi gặp mặt, tuy Ninh Chân Nhân không hề có thái độ hùng hổ dọa người, nhưng trước sau vẫn có một loại áp lực vô hình bao trùm lấy đình viện. Nếu Ninh Chân Nhân bày ra tư thái cao cao tại thượng, cho dù Tần Tàng có muốn giúp đỡ Lưu Ly, cũng sẽ hoài nghi đối phương có ý đồ khác, không cam tâm bị rát mũi, dù thực lực hiện tại không bằng, sau này nhất định sẽ nghĩ cách đưa Lưu Ly đi. Ít nhất nghe những lời này, Ninh Chân Nhân cũng có vài phần dáng vẻ của sư phụ. Tần Tàng không từ chối nữa, hỏi, không biết bí cảnh đó ở đâu? Ở thánh địa của dị tộc, Ninh Chân Nhân nói. Tần Tàng kinh ngạc, chỉ nghe Ninh Chân Nhân tiếp tục nói, những lời bần đạo nói trước đó tuyệt đối không phải nói dối. Đại dư tiên sơn quả thực có biện pháp chữa trị, nhưng cần phải tìm kiếm một ngọn tiên sơn cùng loại viên kiệu tiên sơn. Không sai, Ninh Chân Nhân gật đầu. Thời đại thượng cổ, năm ngọn tiên sơn nổi danh thiên hạ, tiến vào thánh địa, hấp thu tinh khí của viên kiệu tiên sơn, có thể giúp Tần Sứ Quân nhanh chóng chữa trị đại dư tiên sơn. Biết được cách chữa trị tiên sơn, Tần Tang lại không hề cảm thấy vui mừng. Hắn không biết tinh khí của tiên sơn là thứ gì, nhưng hắn biết rõ, viên kiệu tiên sơn đã trở thành nền móng thánh địa của dị tộc, là thánh cảnh, nơi tọa trấn của cường giả tổ cảnh. Đánh cắp tinh khí của viên kiệu tiên sơn, một khi bị những đại năng kia phát hiện, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tần Sứ Quân yên tâm, bần đạo tự có biện pháp để người thần không biết quỷ không hay hấp thu tinh khí của tiên sơn. Với đại dư tiên sơn hiện nay, cho dù có buông ra thôn phệ, so với cả viên kiệu tiên sơn, cũng chẳng khác nào chín châu rụng một sợi lông. Đại năng của dị tộc sẽ không để ý đến một chút biến hóa nhỏ nhặt như vậy. Ninh Chân Nhân tự tin nói, thánh địa rộng lớn, địa hình phức tạp, khó tránh khỏi có sơ hở. Có tinh khí của tiên sơn tràn ra ngoài, trong bí cảnh bần đạo biết có một nơi như vậy. Cho nên bần đạo nói giúp Lưu Ly cũng chính là giúp Tần Sứ Quân. Bần đạo và Lưu Ly đều là người ngoại tộc, làm sao có thể tiến vào thánh địa của dị tộc. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, dị tu sĩ muốn tiến vào thánh địa, nhất định phải đạt tới khung cảnh nhị trọng. Năm đó Tư Lục cũng muốn dùng điều kiện này để thuyết phục Tần Tang, nhưng Tần Tang từ đầu đến cuối không để trong lòng. Thánh địa là của chung các bộ tộc dị tộc, quy củ đã được đặt ra từ lâu, đừng nói là Tư Lục, cho dù là Ti Hoàng cũng không có khả năng khiến tất cả các bộ tộc lớn vi phạm tổ huấn. Tu vi của Lưu Ly không cần lo lắng, bần đạo sẽ dùng một đạo sách dịch Thiên Hoàng Phù gia trì lên người Lưu Ly. Trước khi uy lực của linh phủ tiêu tán, nàng có thể ngụy trang thành tu sĩ luyện hư kỳ, cũng có thực lực tương ứng, Ninh Chân Nhân nói. Đáy mắt Tần Tang hiện lên vẻ kinh ngạc. Sách dịch Thiên Hoàng chẳng lẽ là một trong tứ ngự đạo đình câu trần Thiên Hoàng thượng đế? Chương 3880, chương 3330, tái ngộ Ngọc đỉnh, người xưa đã khác. Ninh Chân Nhân mỉm cười nhạt, Tần Sứ Quân chẳng lẽ cho rằng chỉ có phù lục phái mới hiểu về linh phù và thập thỉnh thần triệu tướng sao? Thời thượng cổ, phù lục phái sáng tạo ra thần đỉnh dựa vào truyền thuyết của toàn bộ đạo môn. Thần minh tôn kêu xưa này đã có. Đạo pháp sách dịch Thiên Hoàng Phù của bần đạo tuy có khác biệt rất lớn với phù lục phái, phẩm chất chỉ có thể coi là kém cỏi, nhưng không phải vậy thì Lưu Ly đã không thể thừa nhận uy năng của linh phù. Về phần tư cách tiến vào thánh địa, núi Tử Vân và Chu Yếm tộc đã sớm có ước định, vốn dĩ là Liễu Sân đi với Lưu Ly, coi như tặng cho Tần Sứ Quân vậy. Tần Tang biến sắc, ngoại tộc cũng tiến vào thánh địa được sao? Năm đó dị nhân tộc rời viên kiệu tiên sơn, dốc toàn lực mở thánh địa mà suýt nữa thất bại, bất đắc dĩ phải mượn lực lượng bên ngoài. Sau khi thánh địa được xây dựng xong, liền lưu lại một quy tắc, người ngoại tộc chỉ cần được sự tán thành của các chủ nhân Thận Lâu Giác thì sẽ được tư cách giống như đồng tộc, nhưng chỉ có tư cách tùy tùng mà thôi. Ninh Chân Nhân giải thích, bất quá, rất nhiều năm qua, ngoại tộc có được tư cách này lác đác không có mấy người, rất nhiều thượng tộc đã sớm quên mất quy tắc này. Nếu đã vậy, tại hạ lại có một biện pháp, nếu thành công thì không cần chiếm dụng tư cách của Liễu Sơn đại sư. Tần Tang như có điều suy nghĩ, đem chuyện hắn và Ti U tộc đại chiến giản lược kể lại một lần. Ti Hoàng chắc hẳn có biện pháp thuyết phục các chủ nhân Thận Lâu Giác khác, một viên Thận Lâu Giác đổi lấy một suất tiến vào thánh địa, không biết Ti Hoàng có động lòng hay không. Trong thánh địa dị nhân tộc, pha mình nhiều một cao thủ thì liền nhiều thêm một phần thực lực. Hơn nữa, hành trình đến thánh địa cũng là một phen cơ duyên khó được, hài suất của núi Tử Vân nếu đều bị hắn và Lưu Ly chiếm lấy, cho dù chính chủ Liễu Sơn không để ý, cũng sẽ khiến chúng tăng núi Tử Vân bất mãn. Ninh Chân Nhân nghe xong, mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá,
Liễu San xuất thân từ núi Tử Vân, trên người lưu ly lại có sách dịch thiên hoàng phù, đều không thể che giấu tai mắt người khác. Tần sứ quân có thể ẩn nấp, thuận tiện hành động. Tần Tang trong lòng trầm xuống, trong thánh địa, có cử gia của Ninh Chân Nhân sao? Ninh Chân Nhân khẽ thở dài, vốn cùng một nguồn gốc, lại bởi vì đạo niệm bất đồng, mỗi người một ngả. Tập tục của dị nhân tộc, muốn để cho mọi người tranh đấu lẫn nhau tại trong thánh địa, các ngươi chú định không thể nào chung sống hòa bình. Bất quá, bọn họ giao hảo với thủy bộ, nên còn chưa biết đến sự tồn tại của tần sứ quân, các ngươi chưa chắc đã gặp nhau trong thánh địa. Chỉ cần kẻ thù không phải các đại năng dị nhân tộc trong thánh địa thì tốt rồi. Tần Tang gật đầu, khi nào thánh địa mở ra, nhiệt hà có lúc chiều lên chiều xuống, mỗi lần thủy chiều rút xuống, chính là ngày thánh địa mở ra, thời gian không nhất định, theo bần đạo tính toán, lần chiều cường gần nhất sẽ là trong vòng ngàn năm. Ninh Chân Nhân nhìn chăm chú Tần Tang, tần sứ quân đã đồng ý, ta muốn gặp Lưu Ly một lần. Tần Tang nhìn thẳng vào mắt Ninh Chân Nhân, ánh mắt kiên định, Ninh Chân Nhân sẽ không ngăn cản tại hạ chứ. Ninh Chân Nhân mỉm cười, đưa tay chỉ ra phía ngoài đình, động phủ của Lưu Ly ở Ngọc Đỉnh Phong. Tần Tang được chỉ dẫn, biết được vị trí Ngọc Đỉnh Phong, chắp tay với Ninh Chân Nhân bay ra khỏi hồ đình. Ninh Chân Nhân, nè, lão ni nhìn theo bóng lưng Tần Tang, vẻ mặt đầy lo lắng. Ninh Chân Nhân khẽ lắc đầu, tần sứ quân không phải người hành động theo cảm tính, các ngươi cứ về trước đi, chớ quấy rầy bọn họ. Vâng, ba người liếc nhìn nhau, cung kính lui ra, bay ra khỏi chủ phong núi Tử Vân. Tần Tang bay qua từng ngọn núi lớn nhỏ, nhìn thấy một ngọn núi kỳ lạ, ngọn núi đứng sừng sững, cách xa các ngọn núi xung quanh, gần như thẳng tắp từ trên xuống dưới, bốn phía là vách núi dựng đứng. Trên núi không có bậc thang, chỉ có vài cây dây leo và cây tùng bách, nhưng lại có thể leo lên được. Đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, lạnh lẽo cao ngất. Tần Tang nhìn từ xa, thấy bên dưới lớp tuyết trắng xóa có một thạch phủ, trước cửa động phủ có một bóng người. Người đó chính là Lưu Ly, dường như đã hòa làm một thể với khung cảnh lạnh lẽo xung quanh. Bạch y bay bay, dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc đen nhánh buông xõa tự nhiên, từng sợi tóc nhẹ nhàng bay múa trong gió lạnh. Gần ngàn năm xa cách, bốn mắt nhìn nhau. Tần Tang chấn động trong lòng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lưu Ly. Sư phụ nói có cố nhân đến thăm, thì ra là Tần đạo hữu. Lưu Ly lại là người hành lễ trước, cất tiếng nói. Tần Tang không khỏi sửng sốt, bởi hắn đã sớm quen với một Lưu Ly trầm mặc ít nói. Lại nhìn Lưu Ly, khí chất vẫn thanh lãnh như cũ, khó gần, nhưng trong mắt lại thiếu đi một tia kiên cường. Hoặc là nói, nàng đã quên hết phiền não, không cần dãy dụa tiếp, không cần biểu lộ sự kiên cường ra bên ngoài. Lưu Ly trước mắt có chút xa lạ, chẳng lẽ đây mới là bản tính của Lưu Ly, trước kia nàng vẫn luôn chôn sâu trong lòng sao? Nếu vậy quên đi những chuyện kia, có phải là một loại giải thoát hay không? Tần Tang thu hồi dòng suy nghĩ miên man, trịnh trọng đáp lễ, do dự một chút rồi nói, đa tạ tiên tử, trong khoảng thời gian Tần Mộ không có ở đây, đã chăm sóc Thanh Dương Quan, còn vì Tần Mộ dựng tượng, rất có ích cho việc tu hành của Tần Mộ. Tần đạo hữu xua đuổi đại hung, ban ơn cho chúng sinh, đây đều là những gì chúng ta nên làm, Lưu Ly lạnh nhạt nói. Chỉ vào thạch đình bên cạnh, mời đạo hữu ngồi. Trong đình có một bình trà xanh, Lưu Ly chủ động rót cho Tần Tang một chén, đây là điều trước kia khó mà tưởng tượng. Hai người giống như những người bạn cũ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cũng giống như những người xa lạ chưa từng quen biết, nói chuyện phiếm về những chuyện cũ, Lưu Ly như một người ngoài cuộc, ngữ khí không chút gợn sóng. Tần Tang cố ý tránh nhắc đến những chuyện đã khắc cốt ghi tâm kia, không biết là Lưu Ly đã quên hết hay là chỉ quên đi tất cả tình cảm với hắn. Có thể thản nhiên đối mặt không chút động lòng, thật khó tưởng tượng, Lưu Ly còn nhớ những chuyện đó, lại có thể làm ngơ như vậy. Nước trà trong chén đã cạn, Tần Tang cũng không biết mùi vị ra sao, trong lòng thầm thở dài, đứng dậy nói, phong bạo giới đang đợi xây dựng, Tần Mộ không tiện ở lâu, xin cáo từ. Lưu Ly đứng dậy, nói, Tần đạo hữu cứ quay về, phong bạo giới sẽ không sao. Tần Tang đợi một lát, thấy Lưu Ly không còn biểu hiện gì khác, bèn bay ra khỏi Ngọc Đỉnh Phong, ngoái đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đình đã không còn ai, Lưu Ly đã quay vào động phủ, bóng lưng biến mất trong bóng tối. Chờ đến khi cửa động phủ đóng lại, Tần Tang mới thu hồi ánh mắt, bay về phía chủ phong. Ninh Chân Nhân vẫn còn ở đó chờ hắn. Tần sứ quân đã gặp Lưu Ly, Tần Tang lấy ra một vật đưa cho Ninh Chân Nhân. Ninh Chân Nhân lấy, phát hiện là một sợi dây đỏ bên dưới, treo một tấm bả mũ vung vức, bề mặt nhẵn bóng, không có hoa văn, hơi ngạc nhiên nói, đây là dưỡng hồn mộc. Tần Tang gật đầu. Lúc trước, hắn lấy được một khối dưỡng hồn mộc từ tay Bạch, tự mình luyện hóa hơn một nửa, còn lại ba tấm bảng gỗ đã chuẩn bị cho nhu cầu cấp bách. Hắn đã sớm muốn đưa cho Lưu Ly một khối, nhưng Lưu Ly trước đó luôn đề phòng hắn, chắc chắn sẽ không nhận. Lúc đưa Thiên Linh Lung và Trấn Linh Hương,
Hắn vốn định nhân tiện đưa luôn một khối, nhưng nghĩ thiên linh lung và trấn linh hương đều là vật dùng một lần, sức hồn mọc bài có thể giữ lại làm kỷ niệm. Có điều hắn không biết nên khắc gì lên trên, vốn định chờ Lưu Ly đồng ý. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất, cũng là lúc tốt đẹp nhất. Về sau, cũng không biết còn cơ hội nào nữa không. Ninh Chân Nhân nắm chặt dưỡng hồn mộc bài, nghiêm nghị nói, ta sẽ giao cho nàng, cáo từ. Tần Tang chắp tay, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Các bạn vừa nghe xong tập 333 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.